Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cái one shot hôm nay, vụ cướp trong tuần, bằng cách giới thiệu các nhân vật của bọn mình. Đầu tiên, trên màn hình chúng ta có Rook. Anh Hoàng giới thiệu nhân vật này. Giới thiệu thì chúng ta sẽ đi đến là, một là ngoại hình nhân vật là thứ nhất, thứ hai là tính cách nhân vật, và thứ ba là phong cách chiến đấu của nhân vật này. Ok, bắt đầu chưa? Ừ, bắt đầu. Mọi người có thể thấy Rook là một tên bốc bia cao 2m2, khá là to. Hắn ta trước đây là một tên cướp biển, nhưng mà sau này thì bị con tàu của hắn ta bị hải quân hoàng gia đánh chìm, nên hắn ta chạy về cướp cạn. Có thể thấy hắn ta là một tên sorcerer, nhưng mà khả năng cận chiến của hắn cũng khá là đáng gờm. Và như mọi tên cướp biển khác, hắn ta rất là hám tiền, mọi người hy vọng quá nhiều vào danh dự của hắn. Ok, còn anh Hoàng đã giới thiệu nhân vật Rook. Thêm một cái số thông tin về nền là tất cả những nhân vật ở đây đều đang ở trong một cái băng cướp khoảng 30 người. Và những cái nhân vật ở đây là trong một cái nhóm toán nhỏ hay làm việc cùng nhau. Để khi mà giới thiệu mọi người, khi giới thiệu nhân vật mọi người biết, chứ không phải là tôi là hiệp sĩ của xứ này không, mà là cướp. không bạn có thể trước đây là hiệp sĩ, ok cũng có thể. Carol, vì đang ngồi giới thiệu nhân vật nào. Cho bằng cấp 40 người đi. Cho bằng cấp 40 người. Carol. Rồi, 40. Một cô nàng goblin với chiều cao cực kỳ khiêm tốn. Bạn đòi hỏi gì hơn là một goblin? Cô nàng sở hữu một chiều cao chỉ có khoảng 1m50 đổ lại. Là một cô nàng có tính cách lạnh lùng, trầm ngâm đến đáng sợ. Mang phong cách tuy là một em bị quên mất cái từ của class em sorry rock đúng không, hay tuy là một fighter nhưng lại mang cách đánh của một lại mang cách đánh một cách bất ngờ và của rock, và mang theo tình huống tanker và sẵn sàng lao ra để bảo vệ đồng đội của mình khi cần thiết. Tốt thế, em xin hết ạ. Ok. Cảm ơn vì đang ngộ giới thiệu nhân vật Carol. Chúng ta sẽ giới thiệu nhân vật của Yuan. Giới thiệu thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là tính cách, và thứ ba là phong cách chiến đấu. Em không thấy được cái trang nhân vật của em. Vậy thì em tưởng tượng nhân vật của em như thế nào? Em về cái avatar thì đầu tiên thì đây là một nhân vật rất là một nhân vật thuộc tộc Goblin, với màu da đỏ và bị chột một bên mắt, đeo một cái băng đeo mắt rất là ngầu và để tóc dài. Nếu nhìn bề ngoại thì anh ta sẽ là một kẻ gã rất là điềm tĩnh và hơi cao to một tí. Tính cách của anh ta thì theo em sẽ là một người điềm tĩnh và sẽ luôn cân nhắc để làm việc trước khi làm một cái điều gì đó. Và với cleric thì anh ta nếu mà em chưa rõ về class cleric thì cleric là kiểu một linh mục, dịch không chuẩn hạn, kiểu linh mục cha xứ hay là một người mà thờ một cái tôn giáo và có được cái phép thuật từ cái người cái vị thần mà mình thờ. Thì sẽ ngó lại xem em sẽ nhân vật này nói về việc tu sĩ. Vậy bây giờ em sẽ giới thiệu về bây giờ em sẽ phải giới thiệu về cái vị thần mà mình thờ và sức mạnh của vị thần đó hay là sao anh? Nếu mà em chưa đọc quá nhiều về lore của D&D thì có thể không giới thiệu cũng được. Hoặc là nếu mà em đang có một cái ý tưởng gì đấy thì em có thể nói. Cái nhân vật tạo sẵn này, Hobgoblin Cleric này, là thờ một vị thần về theo hướng là kiểu là cái ánh sáng, lửa. Ánh sáng hoặc là lửa. Nói chung là... Vậy thì bằng giới thiệu của em, cái này là kết thúc. Ok. Có chân nhân vật của Honey Johnny. Honey Johnny, tôi là một không phải thỏ luôn nha, tôi là một con bướp bê, tại vì không có hết thành rồi. Tôi là một con bướp bê, hồi nhỏ tôi là được tu sĩ nhận nuôi, được các thầy tu nhận nuôi, nên class của tôi sẽ là monk. Và sau khi trải qua được mỹ vị của cuộc đời là đi đánh bạc, thì tôi đã bị tha hóa và tôi cần rất nhiều tiền, nên là tôi đã ra đây để kiếm tiền. Tôi cao 2m nha. Ok. Công cách chiến đấu của tôi là bay vào đấm thôi. Chính xác là một thầy sư võ vẽ. Bay vào đấm thôi. Bay vào và đấm. Rồi nếu mà Araya chưa quay lại kịp thì mình sẽ tạm gác lại giới thiệu nhân vật Garo Ostavo này.
Và có thể là khi nếu mà Araya quay lại trong giữa session thì mình có thể tìm chỗ phù hợp để cho nhân vật xuất hiện. Thì lão đấy đang đi tù. Ừ, chắc là đang bị đi tù ở đâu đấy, đang đi làm nhiệm vụ khác của cái toán cướp này. Tất cả các nhân vật trên màn hình đều làm việc trong một cái băng cướp này, băng cướp 40 tên. Nhưng mà nhóm mọi người thì làm việc thân với nhau hơn cả, và thường là đi làm nhiệm vụ cùng nhau, có thể là cướp chỗ này hoặc là trộm chỗ kia hoặc là ám sát bọn này. Nhưng mà công việc dạo gần đây thì có vẻ là khá là dậm chân tại chỗ, cả cái băng cướp đều không cướp được gì nhiều. Trong thời gian gần đây là trùm của băng cướp phải cắt xén khẩu phần ăn của từng người để cho cái lương thực không bị cạn kiệt. Một hôm là ông trùm gọi cả cái nhóm mọi người lên, vẫn là cái tư thế ngồi chễm chệ trên ghế ở giữa phòng. Ông: "Ê, cái bọn mày, rồi cuối cùng cũng thò mặt được đến đây rồi. Sao mấy tuần nay rồi toàn cạch mặt tao à? Không làm được gì mới đúng không? Cướp được cái gì chưa? Nhìn mặt này là biết rồi. Rồi ôi, làm ăn thế này làm sao xứng đáng là cái băng cướp 40 tên cái gì lấy lừng khu vực Forgotten Realms. Này, không, nhìn đây nhá. Tao bảo, cho đến trong tuần này, bọn bay mà không làm được cái phi vụ nào ấy, là bọn tao xóa sổ. Có thể là xóa sổ hơi nặng ấy. Ê, mày xóa sổ chắc hơi nặng. Không, chưa xóa sổ. Này, có thể bọn mày biết ngon rượu, nhưng bọn tao sẽ đá khỏi băng cướp. Nhớ không? Không anh em, không bạn bè gì hết. Đấy, xách cái đít lên đi làm việc ấy. Mọi người thấy rằng cái tên chùm này vẫn cứ hạnh hoại như ngày nào, từ cái hồi mà mới vào băng cướp, có vẻ là cái giọng chó cắn ma của nó đã làm khó chịu nhiều người. Nhưng mà có vẻ là cái thời đấy thì tiền ra tiền vào vẫn còn nhiều, nên là vẫn chưa có thấy có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà dạo này thì công việc khá là bê bết, nên là càng ngày các cái mọi người trong băng cướp càng khó chịu với nhau. Và trong, có vẻ như là lần này tên trùm này đã ra cho mọi người một cái nhiệm vụ chả hiểu sao lại giáng lên đầu mọi người. Bọn khác thì vẫn cứ bê bết là lê lết như bình thường, nhưng mà riêng mọi người lại bị quát rất nặng. Đây, thấy nhá, tuần này nhá. Rồi, có gì ra cái thằng thư ký ngồi đầu bàn kia, hỏi xem là nó có thông tin gì mới không? Hỏi thêm cái bọn mà đi scout, đi spy gì đấy. Mọi người đã bắt đầu có thể là khó chịu, mà có thể là cam phận đi ra chỗ của thanh niên thư ký. Thanh niên thư ký trông như thế nào? Ê, không nghe được dây táo ơi. Thành niên làm gì? Hello, được rồi, nghe được rồi. Hello. Thành niên thư ký đang võ mồm với cái bọn khác. Đang nghe, tôi tỉnh. Uầy, mấy ông kêu. Bốn người à? Tôi tưởng là năm chứ. Sao không được. Tôi là thư ký của ông chủ đây. Tôi giới thiệu nha. Tôi là Eduardo Nacho. Tôi là công tác của ông cũng lâu rồi, cho nên tôi lên chức thư ký. Anyway thì có vẻ mọi người vừa bị chủ mắng nhỉ? Tôi có, dù sao không được, tôi là người sẽ phân công cho những người trong băng đảng. Dù sao thì tôi có một cái phi vụ khá là lớn cho các anh này. Ngồi xuống bàn và chúng ta cũng nói chuyện nào, các bạn của tôi. Lớn từng nào, đủ tiền để mua tàu không? Tao chán làm cấp cạn rồi, tao muốn về biển. Tàu á? Nhìn Echo Gano kiểu, tôi nghe nói là anh bạn này hôm nọ cướp được vụ to lắm. Cứ ngỡ là trốn rồi chứ, vẫn đang đây cơ à? Tôi muốn đi tìm One B quá, các bạn ơi. Vụ gì tôi không biết cậu đang nói gì nha. Đừng có nói vớ vẩn, ông chủ lại đá tôi đi rồi thì thôi mất. Anyway thì đây là một vụ rất lớn đấy, cho nên cậu muốn đi ra biển đúng không? Tôi nói cho cậu biết luôn, cái vụ này mà cậu làm tốt nhá, tôi đảm bảo luôn là 10 chiếc thuyền cũng không đủ để trả công cho cậu đâu. Nghe có vẻ hấp dẫn vậy sao? Khó thế. Nghe một... Tôi đánh giá cao lòng tham của các cậu đấy. Ngồi xuống đây và chúng ta sẽ nói chuyện nào các cậu tôi. Các cậu biết nãy giờ tôi vẫn ngồi mà. Anh ngồi nãy giờ mà. Nãy giờ cậu ông nói cho tên. Hết nghe nói rồi. Một thư ký đâu. Fadalin là một thành phố tuyệt vời. Cũng không hẳn tuyệt vời lắm, bởi vì tôi tưởng ông rượu đó đánh tôi nhưng mà xong được.
thì có một tên đại gia ở ấy, hắn là một thương nhân rất tài giỏi, hắn có rất nhiều chuyến hàng và sắp tới sẽ là một trong những chuyến hàng lớn nhất của hắn. Các cậu hiểu từ lớn đến lớn cỡ nào không? Có giá trị cỡ nào không? Không. Tôi không phải là một đứa vô học để không hiểu trường hợp. Cái tên đó là như tao cứ bất tân gì sao được, thì nó là một vụ giao hàng sẽ rất lớn đấy, nó là một kiện hàng cực kỳ tuyệt vời và hãy nhớ này, nó được giao đến Neverwinter. Well, nhiệm vụ các cậu đơn giản lắm, chúng ta là gì, băng đảng, chúng ta là gia đình thì phải làm sao, phải kiếm ăn, phải lo cho nhau, và bây giờ thì nhiệm vụ các cậu đơn giản là cướp cái mấy cái xe hàng đấy thôi. Well, thì các cậu sẽ cần phải đến Fatherland để điều tra về cái vụ xe hàng này rồi chuẩn bị đấy. Theo như chúng tôi biết được thì chuyến hàng sẽ bắt đầu vào 2 ngày. 2 ngày nữa à? Còn thế. Còn sớm đấy. Làm gì mà vội vậy? Chưa ăn chơi được bao nhiêu hết, giờ bắt đi làm không công bằng tí nào. Nếu ông báo kiểu gì mà sắp được đây, 2 ngày chuẩn bị chiều chi? Phải chuẩn bị chứ các bạn của tôi, đây là cơ hội là cuối cùng để các bạn được nói tên ở trong cái đại gia đình này đấy. Các bạn biết nhưng mà báo sớm tiếng chứ, báo đi sắp được đây. Mới phát hiện được mà. Thì ra là cái tên chết tiệt đấy muốn chúng ta làm cám tự cho. Okay. Làm thì làm thôi, liều thì ăn nhiều. Ok, và nghe đây là những thứ các cậu sẽ cần này. Đầu tiên là một cái bản đồ đến Fadalin. Cái thứ hai là ba cái chỗ này, đây là bản đồ của ba vị trí được đánh dấu. Tôi đánh dấu 3 điểm, chính là 3 nơi mà những cái kiện hàng sẽ được đi qua. Thứ nhất là bị không nghe được rồi. Thứ nhất là gì vậy? Nói lại nhá. Vị trí thứ nhất là một cái cầu, không phải hay. Vị trí thứ hai một cái khu rừng nguyên sinh, tôi đoán là vậy, nhưng mà bọn chúng sẽ đi ngang qua đó. Và vị trí thứ ba là vị trí dừng chân bọn chúng, một quán rượu. Yeah. Các cậu có 3 lựa chọn để cướp, hoặc là chọn thêm những cách khác nữa, tùy các cậu. Vì đây là cơ hội cuối cùng các cậu mà. Quán rượu này có phải quen nhỉ? Tôi thích cái cầu. Thì ra đây là quán rượu mà chúng ta đã từng ngồi rất nhiều. Cái cầu thì có vẻ hợp lý hơn ấy. Thì chia 2 team ra, mỗi bên mỗi chẳng mỗi đầu. Nghe có vẻ hợp lý đây. Yeah, đúng không? Coi như là cho 2 thằng mạnh nhất ra ngay phía cuối, rồi mấy thằng sau thì sẽ lùi ra sau, mấy thằng còn lại lùi ra sau. Nhưng mà chúng ta đang không có thông tin gì về cái sự không có thông tin về đoàn hàng này thì làm sao mà biết được một trận này? Được đầu tiên thì vẫn sẽ phải cần thông, chẳng thể nào mà soạn lên một kế hoạch hoàn hảo trong khi chúng ta chẳng có bất cứ thông tin nào cả. Thì biết là có 3 địa chỉ rồi. Muốn làm sao làm gì đâu, liệu chúng ta có biết được là bao nhiêu người trong cái đoàn đấy đâu. Tôi muốn làm gì vòng vo mãi. Ta cần một người chiến thắng, cứ đánh hết là được mà. Cậu nhìn đi, chúng ta là ai? Chúng ta là cướp chứ chúng ta không phải là kẻ sát nhân. Nhau cả thôi thì cũng đúng, nhưng mà chúng ta chỉ cướp thôi. Đánh cho nó gục không được à? Quăng nó xuống sông là được mà. Nhưng mà thôi, những kẻ không biết bơi thì sao? Tôi không quan tâm. Lại là những không biết bơi sẽ chết đuối thì sao? Thôi chịu ý ông, tôi chịu ý ông ấy. Ông muốn sao? Tôi nghĩ là chúng ta nên làm theo ý của anh. Ok, giờ thì tìm hiểu trước cũng được. Cô muốn nói cái bác gì? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu được đoàn hàng này gồm những gì và gồm những ai. Đó là điều tiên quyết. Đọc trong này đọc quá, cởi bỏ cái vũ trụ đầu ra. Bởi vì xưa có câu biết địch biết ta, trăm trận 100 thắng, nên chúng ta nên thông tin trước. Anh bạn này có vẻ đúng ý tôi rồi đấy. Chúng ta chung một đội mấy lâu nay mà. Ok, thiện sẽ chen vào một tẹo nhé. Đầu tiên là cảm ơn Táo đã cameo và làm thanh niên thư ký hôm nay. Rồi, như các cái thông tin mà cậu thư ký Ecuador lúc mà mọi người đưa thông tin cho mọi người là vẫn vừa cắn hạt rẻ nhồm nhoàm, không hiểu tại sao cả bang đang thiếu đồ ăn và thanh niên này vẫn cứ ngồi vừa nói vừa bóc đồ ăn. Và các cái thông tin vừa rồi thì Thiện sẽ tóm tắt lại một chút là có một cái kiện hàng đi từ làng Phandalin đến thành phố Neverwinter 2 ngày kể từ thời gian hiện tại trong game. Cái xe hàng này được biết là từ đường từ Phandalin đến Neverwinter phải đi qua 3 chỗ, có thể là
khả thi để mọi người đánh úp. Một là cái cầu, một cái cầu bắc qua ở sâu. Hai là một cái rừng, tự xóa cái mấy thanh niên cũ, một cái rừng. Thứ ba là một cái quán uống rượu nghỉ chân giữa đường, tùy vào cách tiếp cận của mọi người. Và mọi người cũng có thể đi tìm hiểu thêm thông tin nếu muốn ở chỗ cái làng Vandalin. Còn cách xử lý là hoàn toàn của mọi người. Mọi người có thể bàn với nhau nên là làm những gì, chuẩn bị những gì. Đấy là một số phương án mà anh thư ký đưa ra, nhưng mọi người có thể hoàn toàn nghĩ ra phương án khác nếu muốn. Rồi, mọi người có thể tiếp tục. Carol rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lên. Đủ sao thì chúng ta vẫn cần thông tin mà đúng. Vậy nên chúng ta cần quyết định đấy là ai phải đi trong lần này. Tôi nghĩ là chúng ta nên cho một đội hai người đến thông tin từ cái làng của anh thư ký vừa nãy nói. Chúng ta sử dụng vận may đi. Bốc thăm. Có một thứ nữa có thể quyết định ai nên đi. Đấy là trong sự nghiệp cướp bóc của mọi người, dân làng của Vandalin đã nhớ mặt mọi người chưa? Mọi người hãy lăn cho Thiện một cái wisdom check. Tôi có khả năng ngụy trang, tôi có thể tự đi cả. Nếu mà có khả năng ngụy trang bằng cái gì? Nhưng mà vẫn cứ lăn xem là có dân làng có nhớ mặt không đã. Còn disguise thì có thể là nhớ mặt nhưng mà disguise sau. Đấy là cách xử lý của mọi người. Tất cả mọi người lăn cái wisdom check. Lăn như thế nào nhỉ? Ở trên row 20, khi mà nhìn vào cái phần bên trái của tờ thông số nhân vật là có các cái chỉ số ability score, thì chỉ vào cái chữ wisdom và ấn vào đấy nó sẽ đỏ lên. Nó chỉ vào đỏ lên và ấn. Ok, easy. Này biết ai đi rồi. Như còn một người nữa chưa lăn đúng không? Có 4 nhân vật. Còn em chưa lăn nhưng mà em không biết lăn gì. Em vào tờ thông số nhân vật của em. Thấy ở góc phần bên trái của cái tờ thông số có 6 cái số rất to đúng không? Thì xếp theo hàng dọc. Cái tờ nhân vật chung thì có hiện là chat tờ mentor kiểu tặng nhân vật đấy. Em cancel cái đấy. Cancel cái đấy. Được cái chưa nói. Cancel. Step and exit hay sao? Discard and exit. Vào lại phần character sheet của em. Em thấy rồi. Có 6 cái số bên trái đúng không? Em tìm cái số wisdom và chỉ vào chữ wisdom, khi nó đỏ lên thì em bấm chuột trái vào đấy nó sẽ lăn. Những ai mà từ 10 trở lên là đã biết cách, có đủ sự hiểu đời để giấu mặt mình khi mà đi cướp. Còn những ai mà dưới 10 là dân làng đã nhớ mặt. Biết được đấy là thằng cướp. Thôi, suy cho cùng thì tôi cũng là kẻ hoạt động ít nhất ở cái làng đấy. Nhưng mà chỉ ít thì tôi cũng đủ hiểu với cái làng đấy. Thôi, tốt nhất để tôi đi. Ừ thì ông đi đi. Carol là nữ nhá, sorry. Carol là nữ à? Thế bà đi đi. Được rồi. Cái vật gì biết anh hay là bỏ con gái. Thế chỉ đại cái đi trước thì rồi bọn em theo sau có gì đâu. Nhớ. Mua giùm em ly bia chị ơi, mua giùm em ly bia luôn nha. Đưa tiền đây, không có gì là miễn phí cả. Thôi được rồi. Ở nhà đi. Ta sẽ quay lại sớm. Okay. Carol trùm đầu rồi bắt đầu đi đến trùm trước mũ trùm đầu lên rồi đi đến làng của đi đến ngôi làng kia. Có ai đi cùng Carol nữa không hay Carol đi một mình? Tôi đi chung nhé. Lúc sẽ đi cùng. Đi chung nhé. Đi chung cho vui. Chung Carol cho vui. Đi thì đi. Hai người vẫn đỡ hơn người chứ. Bởi bị gì sao? Anh Hoàng vừa nói gì nhỉ? Đi thôi. Nhanh lên. Chúng ta không quá nhiều thời gian đâu. Từ đây ra ngôi làng đấy cũng phải một ngày đấy. Bất lửa này đấy. Lúc xe đi cùng. Nhưng mà ngụy trang hay là có ngụy trang không? Ngụy trang thành một gã cao to để ngồi phải tôi. Rook ngụy trang kiểu gì? Có cái bộ để disguise kit không? Hay là có cái phép gì không? Disguise self. Ok, disguise self. Hoàng có thể ấn vào cái phép đấy để hiện lên. Phép đấy có thời lượng là 1 tiếng. Thế nên là khi mà bắt đầu vào làng thì Rook sẽ có 1 tiếng để làm việc. Tùy vào cách xử lý của mọi người. Thế còn Yuan có đi cùng không? 3 người có vẻ đi hết rồi. Nếu cả đội ở đây thì sao lại thiếu mặt mình được? Khoan. Nếu mà mấy ông đi thì mấy ông đi. Tôi sẽ mình đặt bẫy ở cái cầu được không? Vậy để 3 người đi còn... 3 người đi còn tôi thì... Bẫy ở cầu đó. Ok, Yuan sẽ tìm đến chỗ cái cầu để dò xét tình hình. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu quay qua cái nhóm 3 người trước nhé. Rook đang cải trang
cùng với Carol và Jin đến ngôi làng Phandalin. Mọi người thấy ngay đây là một ngôi làng cũng không phải là quá lớn. Có vẻ là ngôi làng này, theo những gì mọi người tìm hiểu được và biết trước khi ở vùng này, là ngôi làng có một cái mine, là một cái chỗ để đào mỏ gần đấy. Và họ sống nhờ việc đào mỏ cùng với làm nông. Ở giữa làng thì cũng có một cái tòa tavern khá rộng. Thường là những cái mạo hiểm giả, những cái người dân hay tụ tập ở đấy. Mọi người muốn đến chỗ nào cụ thể trong làng không? Trong một cái làng thì cũng có những chỗ như là chợ, chỗ lương thực thực phẩm, và có những chỗ quầy tạp hóa, hay là chỗ cho những cái để mua đồ vũ khí cho mạo hiểm giả. Có ai muốn làm gì không? Bảng thông báo quảng trường xem có thông tin gì biệt không. Nhưng mà Rook, trong bộ dạng cải trang của mình, một thanh niên con người đúng không? Fighter to lớn. Ok. Đi cùng với cô Goblin và một anh chân là gì bugbear khác đến chỗ gần quảng trường, và cái chỗ này là cũng gần cái quán rượu. Có một bảng thông báo bên trên, có một vài các cái công việc, có những tờ thông báo là trông rất là cũ rồi, có tờ thông báo mới, có tờ thông báo bị xé đi, thì có vẻ là có một vài công việc như là thường ngày, như ra đây ra một cái tòa nhà nào đấy, tòa tạp hóa để giúp là diệt trừ chuột trong tầng hầm, hoặc là ở ngoài ruộng. Dạo này có mấy con ao be hay đến để ăn mất hoa quả, ăn mất cái cây cỏ. Nhưng mà đấy có vẻ những công việc nhàm chán của các bọn mạo hiểm giả, không có gì thú vị như việc mọi người làm. Cũng có vẻ như là có cái chuyến gì đấy, chuyến hàng đi từ Neverwinter đến Phandalin, nhưng mà có vẻ là không phải chuyến mọi người quan tâm. Cái ông gì tên là Gundren Rockseeker, và đúng là có mọi người thấy một cái tờ giấy khá mới về một chuyến tìm mạo hiểm giả, tìm thêm 5 mạo hiểm giả để giúp cho một cái chuyến hàng lớn chuyển từ Phandalin đến Neverwinter của ông chủ tiệm tạp hóa Phú Ông sẽ có lương hậu hĩnh. Và để mà có được công việc này, hãy cầm một bản của cái tờ thông báo này, mọi người thấy ở trên đấy có một sấp các cái bản, đến chỗ tiệm tạp hóa và để nói chuyện. Cũng có 1-2 mạo hiểm giả ở đấy đang ngồi đọc các thông báo, có một người lấy tờ giấy cũng đi. Làm gì giờ nhỉ? Nói gì đấy, nhường support đoạn này đấy. Thật ra thì nếu mà như hôm nay là có liên quan đến cái vụ cướp, hình như cái ông này sẽ liên quan đến cái chiến hoàng mà mình sẽ cướp, nên là mình sẽ đến hỏi thăm ổng trước. Mình sẽ giả vờ là mạo hiểm gia và mình sẽ hỏi thăm ổng khi nào thì ổng sẽ xuất hiện. Thế thì tại sao chúng ta không để lại một người ở đây và đột nhập vào trong kho, vào trong đoàn đấy luôn đi cho. Cũng được nhỉ. Thế bạn muốn vào không? Và chúng ta sẽ nội, và chúng ta sẽ có nội ứng ở trong cái đoàn người đấy. Nghe tuyệt vời phải không? Nhưng mà phải làm cho ổng thì cũng hơi kỳ, lỡ như ổng lật mặt sao? Đúng không? Tụi mình lâu ai biết được chúng ta là ngay đâu, nhớ chứ. Bọn dân làng ở đây ngu lắm, chúng nó chả nhớ được anh em mình là ai đâu. Cũng được, để đi ứng tuyển nhá. Đi vậy. Đi đi. Được rồi, cả ba chúng ta đi xem ai được nhận, rồi lúc đấy tính sau. Mọi người theo như địa chỉ ở trên tờ thông cáo đến chỗ tiệm tạp hóa của ông Phú Ông này. Khi mà đến được tiệm tạp hóa, mọi người thấy rằng ở trước cửa có vẻ là khá tấp nập người. Có vẻ như là trước cửa, bên ngay trước cửa là có một cái xe hàng đang có các người phụ giúp bê vác, mang đồ lên trên này, mang trên cái xe này. Và mọi người nhìn thấy ở bên mạn sườn, ở bên cạnh của ngôi nhà là còn có 2 chiếc xe đang trống không. Có một người đàn ông to lớn, to béo, đang chỉ đạo khắc khuẩy những người lao động mang vác đồ. Mọi người thấy là những người mang vác đồ này có vẻ như là mang vác một số cái bình gốm sứ, cái đồ cổ. Cái ông béo kia, ôi, đằng kia, nhẹ cái tay thôi. Tao nghe thấy tiếng như là bùm một cái hay sao ấy. Này, đập vào đầu một thằng. Mày làm như thế, tao đuổi việc đi nhá. Mọi người đã thấy cái vai cũng khá giống cái thanh niên trùm của băng đảng. Lại của lão hách dịch. Được rồi, tất cả chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.
Đúng là đổi tiền. Tiền thôi. Tất cả chỉ vì miệng ăn. Caro trùm mũ lại tiếp tục trùm mũ trùm đầu lên để che giấu thân phận tiếp, rồi đi đến trước lão già kia. Tay thì đang cầm cái tờ thông báo. Ông ấy bê ngay một cái bình cổ đưa cho Caro. Đấy, bê đi nhanh lên. Làm cái gì mà đứng chờ hơ đấy? Ê, nào, tôi đến đây không phải để bê đồ cho ông. Tôi đến đây để nhận nhiệm vụ mạo hiểm giả, ông hiểu chưa? Ê, cẩn thận cái tay rồi. Rồi, mạo hiểm giả. Ôi, rồi, thì đinh tránh đường ra cho cái bọn bọn kia nó đi còn đi lại bê đồ. Rồi, ra đằng sau kia, ra chỗ sân sau. Tìm gặp cái con bé Dragon Ball đang thử việc mạo hiểm giả gì đấy. Carol nói xong thì lôi hai anh bạn của mình đi theo. Ê, đi nhanh lên. Nào, chúng ta cùng ra sân sau. Anh Hoàng vừa nói gì à? Sorry, Hoàng vừa nói gì trong lúc vì đang ngủ đang nói. À, như thế thì lúc tóm cổ áo Caro nhất khỏi bên, nó bắt đầu mất bình tĩnh. Rồi, người tóm cổ áo, người kéo tay, rồi mọi người cùng lôi nhau ra sân sau. Khi mà ra sân sau thì mọi người cũng thấy có vài ba mạo hiểm giả khác đang ở chỗ đấy. Có người cầm cung, có người cầm kiếm, có người có vẻ như là cầm gậy sử phép. Và trước mặt họ là một cô Dragon Ball. Cũng có vẻ là đang nói chuyện với mọi người kia và thử sức mọi người. Nếu có một cái cậu đang sử kiếm thì cô ấy bảo làm cho vài đường cơ bản. Khi mà thấy mọi người, ba người kéo đến thì cô Dragon Ball cũng lên tiếng. À, chào mọi người, trông mọi người cũng có vẻ là mạo hiểm giả. Chắc là đến đây với tờ thông cáo từ chỗ quảng trường đúng không? À, vâng chị ạ, em tới đây thì nhờ nhiệm vụ của chị đi ạ. Đúng rồi. Xin mọi người thứ lỗi, hôm nay cũng tấp nập người ra người vào quá. Trước nhà ông chủ còn đang cho người bê đồ nữa, nên là chắc là cũng hơi bồn nào. Mọi người có những kỹ năng gì nhỉ? Chuyến hàng này của ông chủ là khá lớn nên cần có kha khá người bảo vệ. Mọi người có thể sự bảo vệ thì bọn em không thiếu chị ạ. Em cơ bắp đầy đủ. Đứa nào dám lớn ngớ và chiến hàng của chị em đấm nó cho. Thì vì Caro nhỏ con nên không có vẻ là không hợp lý với lời vừa rồi nói, nên là từ từ rút thanh một thanh đoạt kiếm ra nhìn vào con hình nộm. Caro là ngồi lọt thỏm giữa hai thằng cao 2 mét. Phi đến con hình nộm là nhẹ một đường nên chúng Caro càng bé hơn. Con hình nộm có vẻ là nhận một phát kiếm khá đau. Rồi Caro tiếp anh hình kiếm. Cô này cẩn thận tí chứ, có mạo hiểm giả đây đang chuẩn bị bắn cô một con hình nộm mà. Nhưng mà đường kiếm của cô cũng có vẻ là sắc bén đấy. Cái kỹ năng này có vẻ là cô sẽ làm việc khá tốt trong cái việc bảo vệ này. Vậy còn hai anh, tất nhiên cơ bắp là một chuyện rồi, nhưng mà cũng phải có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên tôi có rồi. Thế bây giờ tôi đắm một trong những đứa mạo hiểm giả được không? Một tay mạo hiểm giả. Ê bọn này, tao đến trước mà. Sao mày tranh hạng như thế? Mày muốn đi sự chồng cũng đồ con đấy, nhưng mà chồng nhìn kiểu liếc làm đi, đâm luôn đi. Đâm luôn. Bây giờ mày muốn gì? Chị ơi, nhìn này. Lăn cho tiện một cái attack roll với unarmed strike. Có thể là dùng tạm một cái vũ khí nào đấy, nhưng mà quý ước với nhau là đấy là unarmed strike. Unarmed thôi. Tôi cây medicine trước rồi. À rồi, đấm, đúng rồi, mong. Lùi lại bạn ấy. Đấm thôi. Thành điên kia đang thiên lìa của mồm tự nhiên. Một phát. Điên kia đang lườm nhau mới đúc. Còn đấm từ đâu vậy ta? Ôi, anh này. Tại sao tự dưng đấm người vô cớ vậy? Thì chị hỏi là tôi làm được gì? Trong mấy đứa yếu đuối này có làm được gì đâu. Thì có thể là có người yếu, có người khỏe. Nhưng mà bọn tôi có bù nhìn hay là có mấy cái bao cát để anh thử đấm mà. Rồi trông Thực hành tí cho nó real. Tại tên đấy trông cũng có vẻ là ngứa mắt quá, nên là hắn chắc lại nghĩ được hay thôi. Đúng rồi, ở đây vơ tay tí thôi, múa chút xíu à. Đây kia là ô mặt đã vừa lầu cổ bò dậy từ mặt đất.
Có gì anh em xử cho kịp kín thôi, đừng xử đây. Cái tên kia có một tí vỗ ve, nó có gì đâu, nó chỉ là đấm khi tôi không ngờ tới thôi. Với cả đấy đấy, tại sao cô lại đi tuyển một cái đứa mà đi đấm đồng đội này giữa trận, nó lại quay sang đấm nhau hay sao, nó gây gổ. Này nhá, tôi không phải là đồng đội của ông nhá. Bây giờ vậy đi, tôi cho ông đấm tôi một cái, chịu chưa? Khoan, đừng rút kiếm, tôi cho ông đấm tôi một cái. Thanh niên kiểu nhớ. Xong rồi đi nhảy vòng vòng xung quanh, rồi nó sẽ thử đấm một cái, lan một cái đây 20 thằng. 8, trượt. Không đúng rồi, thấy chưa? Tôi bắt lại 5 đấm của nó. Xong rồi bắt 5 đấm của nó, xong rồi chắc là vặn tay xong rồi bên. Ê, bỏ ra, ow. Được rồi, thì lúc này bí mật cắt một cái PlayStation là tiếng rắc là tiếng xương gãy. Tiếng gì cơ? Giống tiếng xương gãy, tạo ứng. Cái đơn thành đúng không? Gãy sao rồi? Thấy, chỉ thấy đấy. Đấm còn chả đấm được ai. Chưa nói đến việc sử dụng vũ khí nhá. Này rồi. Mày... Rồi, nói gì? À không có gì ạ, em nói bị bảo mấy tên gãy ép thôi. Được rồi, cô này thì có vẻ là cúi xuống xem cậu kia có làm sao không. Cậu à, có vẻ là kỹ năng của cậu không đủ rồi. Thôi, không nên tham gia vào những việc nguy hiểm đấy này. Giúp cậu ấy đứng dậy. Cậu có thể vào phía phần bên trong nhà kia. Cũng có một cái người trị thương bên trong đấy. Có thể xem giúp là gãy tay hay gì. Còn anh kia, kỹ năng thì anh cũng giỏi đấy. Nhưng mà tôi thấy cái phong cách làm việc này nó không ổn lắm anh ạ. Đang rõ ràng là bọn tôi có những cái chỗ đàng hoàng để thử sức của mình, nhưng mà anh lại đi đấm người thế này. Anh có nghĩ là trong chuyến đi thì anh có làm việc cùng và được với người khác không vậy? Ôi chị thông cảm, đây chỉ là người lạ thì em thể hiện tí thôi, chứ còn như anh em trong đoàn đây tôi có đấm ai đâu, tôi đấm ai bao giờ. Đúng không chị Carol? Dạ, nghe đến thế thì chạy ra bịt miệng trưng lại. Thông cảm, hai đứa này là anh mất bình tĩnh, không sao, tôi cố gắng quản lý bọn nó. Người cô ông cô này kiểu nheo mắt lại. Có vẻ Rook là người duy nhất đang cố có một chút gì đấy gọi là thuyết phục được cô này lăn cho tiện rồi cái persuasion. Cả ba người đúng không? Ba luôn à? Không, có mỗi Rook thôi. Okay. Hai thanh niên kia có vẻ không hỗ trợ gì cho cái tình huống này lắm. Cái điểm thôi, hôm nay là thôi. Không vui. Làm thùng mắt tay. Này, anh... tôi nghĩ là anh bác que này có vẻ là không hoàn toàn phù hợp lắm. Cô Goblin thì có vẻ là kỹ năng của cô rất là ổn. Cũng vẻ hơi bộp chộp chi tí, nhưng mà ít ra là cô không đánh người bừa bãi chắc là được. Vậy còn anh chiến binh này, nhìn đến Rook. Anh dùng chắc là anh cũng sử vũ khí đúng không? Đúng vậy, bắt đầu lúc lôi cái gây group to bằng bắp chân của mình đấy. Rồi, và tôi hy vọng là lần này anh có thể đến chỗ con bù nhìn kia đánh chứ không đánh ai ở đây cả. Ồ, lại khều rồi, năn một thôi. Có vẻ là Rook đang cầm một vũ khí gì nhỉ, nói lại được không? Cái gây club. Great club, ok. Rồi. Rook mang cái hệ nệ khiêng cái chùy đi đến chỗ con bù nhìn. Có vẻ là bùm một cái, đất bắn tung tóe. Sau một hồi hết bụi, thế là Rook đánh trượt sau bên con bồ nhìn. Có vẻ là nó quá nặng để anh có thể là trong cái đòn đánh này có thể lăn chính xác được, để ngắm chính xác được. Cô hơi lắc đầu một tí. Anh có thể thử lại lần nữa không? Rồi, nếu cần thiết thì tôi cho mượn đấy, dùng cái gì đó nhẹ nhàng hơn đi. Bùm, bên còn lại đất bay tung tóe, cát bụi mịt mù. Rồi ra khi mà bụi lan hết đi chỗ khác, thấy con bù nhìn vẫn đứng chờ ở đấy. Cái này có vẻ không ổn. Trong những tình thế mà có thể là
gần đất xa trời, nửa sống nửa chết. Nếu mà gặp cái băng cướp, tôi nghe là có cái băng cướp 40 tên nào gần đây, nếu mà bọn nó đến thì kỹ năng thế này là khó có thể bảo vệ nhau anh ạ. Ê, cô chờ đã, cho hắn ta thử lại với vũ khí nào đó nó nhẹ nhàng hơn được không? Có vẻ cái kia nó hơi nặng so với hắn nè, nên là nó thiếu độ chính xác nè. Thôi được rồi. Ê, anh cầm thử cái kiếm này xem. Carol rút đoạn kiếm của mình ra đưa cho Rock. Ê, anh bạn thử đi. Rock có thể lăn bất cứ cái nào trên R20, một cái vũ khí nào đấy cũng được. Mình sẽ tự hiểu với nhau đây là dùng cái thanh đoạn kiếm, không nhất thiết phải kéo một cái thanh đoạn kiếm vào tờ thông số nhân vật của mình. Ok. Anh Hoàng có muốn miêu tả cái Rook, cái đòn đánh của này của Rook không? Dùng thay đoạn kiếm. Đoạn kiếm là kiếm ngắn. Thay vì bia, anh ta đập nhiều quá rồi anh ta chuyển sang đâm, đâm một cái là xuyên qua con bùi nhìn. Đường kiếm rất ngọt. Không tự tin với đòn đập của mình. Rằng đòn đâm. Có vẻ là, có vẻ là việc đâm thì ổn hơn. Thôi rồi. Vậy thì anh cũng có thể vào, nhưng mà chắc là hôm đấy thì anh mang đỡ cho tôi thêm mấy cái kiếm nhá. Có gì còn, nếu mà chùy cái thấy không phù hợp quá, có thể thay đổi. Ok, thôi được rồi. Vậy thì sau cái vừa những màn dương võ vừa rồi, chúng ta cũng có thể thấy là chị, hình như là mọi người nói là Carol đúng không? Và anh này, anh tên là gì nhỉ? Anh vừa dùng kiếm đấy, phải cần chú ý ấy. Tôi tên là Gắt. Gì? Rock. Gắt. Gắt, rồi. Carol và anh Gắt sẽ có thể là quay lại vào buổi sáng của 2 ngày nữa để chúng ta lên đường. Buổi sáng là mấy giờ vậy cô? 7 giờ sáng ấy nhá. Đến đấy cứ tìm tôi, cô Phương. Quý cô đây có một cái tên rất đẹp. Hân hạnh được làm quen với quý cô. Cảm ơn cô. Tôi sẽ là người dẫn đầu trong đoàn bảo vệ hôm đấy. Cũng sẽ có hy vọng là thêm một vài mạo hiểm giả nữa tham gia chúng ta, và chúng ta sẽ phân chia bảo vệ những cái xe đấy, xe hàng. Dù sao thì đã là nhiệm vụ với nhau rồi, tôi muốn biết thêm về chuyến hàng lần này được không? Thì chuyến hàng lần này thì chắc mọi người cũng biết rồi là của phú ông ở trong cái tiệm tạp hóa này chuyển từ Fanalin đến Neverwinter. Thì trong lần này chúng ta sẽ cần thêm một vài người bảo vệ nữa, mà chúng ta sẽ có 3 xe. Tôi nghĩ là nếu mà đủ người thì tôi sẽ cho 3 người bảo vệ một xe, mà cũng phải để xem tôi tuyển thế nào nữa. Còn vị trí và mọi người ngồi xe nào thì tôi sẽ đánh giá năng lực của từng người thêm, và sáng hôm đấy tôi sẽ chỉ đạo ai vào xe nào sau. Cảm ơn cô. Cơ mà tôi thêm chút rằng hàng hóa trên xe là gì được không? Vì tôi cần chắc chắn rằng mình đang không vận chuyển cái gì đó nó bất hợp pháp, cô hiểu đấy. Tôi không muốn thanh danh của mình bị vế bẩn đâu. Cô yên tâm, lần này thì chúng ta vận chuyển có một ít lương thực thứ này, vì từ những người nông dân ở trong này cũng muốn nhờ chuyến vận chuyển này đi cùng. Nhưng mà chúng ta cũng có những hàng quý hơn như là đồ cổ, chắc mọi người đã thấy ở ngoài rồi, và trong cái hầm mỏ ở gần làng cũng có những người muốn tranh thủ gửi những cái đá quý từ làng lên thành phố bán, nên là chúng ta cũng có một xe vận đó nữa. Nghe có vẻ là quý, nghe có vẻ là rất là nhiều đồ quý nhỉ. Thôi vậy, dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã cung cấp đủ thông tin cho chúng tôi. Hẹn gặp cô vào 2 ngày nữa, tạm biệt. Ok, nói xong cảm ơn mọi người. Vậy là nhìn sang hai người kia này, cuối cùng ra thì vẫn phải để 2 người ở chỗ cầu kia. Vậy tổng kết lại, chúng ta sẽ có 2 người trong đoàn xe và 2 người trên chiếc cầu. Chúng ta sẽ tạm thời cắt cảnh sang phía Yuan đang ở trên cầu. Yuan là người một mình đi tìm đến chỗ cầu này. Lăn cho Thiện một cái survival check skill. Để lăn survival thì em vào cái tờ thông số nhân vật của mình và tìm cái chữ survival này, Ctrl F. Yuan có đang ở đây không? Có. Ok. Survival ở đâu ạ? Vào cái tờ thông số nhân vật của mình và em ấn Ctrl F, em tìm chữ survival, viết như thế này. Trong cái bảng cũng khá gần bên trái, gần mấy con số to. Survival sẽ là cái dưới cùng của cái bảng đấy, bảng skill bên trái. Bấm Ctrl F, nó hiện lên là lưu anh em. Đây, anh xoay màn hình cho này, survival đây. John có thể nhìn vào màn hình chia sẻ của anh. Với cái survival 9, có vẻ như là với cả bản đồ, đường đi đến cái cầu này vẫn khá là khó khăn.
Yuan cũng mất một thời gian kha khá trong rừng để có thể đi đưa ra được đến cây cầu này. Nhưng mà rồi cũng đến. Khi mà đến chỗ cái cầu thì Yuan nhận thấy được rằng đường đi từ làng Phandalin đến Neverwinter sẽ đi theo hướng này từ nam lên bắc. Nước ở dưới cầu chảy cũng thoai thoải chứ không phải là quá xiết. Cầu thì được làm bằng đá khá là vững chắc. Yuan có muốn làm gì hay tìm kiếm gì cụ thể hơn không? Cái cầu đá thì cái việc trước khi đến đây thì em từng nghĩ đây là một cây cầu gỗ. Và nếu mà ta phá cái cầu này thì chỉ còn hai lựa chọn là rừng và ngôn quán rượu thôi. Nhưng mà đây là một cây cầu đá phá vỡ mất kế hoạch của em. Em sẽ tìm kiếm thứ gì đó thích hợp để làm bẫy. Bẫy như thế nào? Theo như em biết thì em chưa có thông tin là từ cái chỗ làng đi tới cái cầu này sẽ đi bằng gì. Thì thường sẽ đi bằng ngựa đúng không ta? Có, thường là đường này cũng có người đi bộ, có người đi ngựa. Cái đường này đi bộ như là Doan đang đi bộ bây giờ đó. Nếu đi bộ thì nên đặt bẫy gì cho hợp lý ta? Có thể như là một số cái bẫy thú, nhưng mà giữa đường thì hơi khó ngụy trang một chút. Cũng có thể như là trăng giấy, cũng có thể là thòng lọng. Mà những cái bẫy đấy thường cần có một chút ngụy trang. Nếu mà theo những cái băng cướp đã làm việc thì việc lấy cây đổ chắn đường là một thứ khá là có thể chuẩn bị từ trước. Mà cho dù kẻ địch có phát hiện thì cái bẫy nó vẫn có tác dụng. Em vừa nghĩ ra một cái là em sẽ dùng ma pháp của mình để một số cây, một số để chặn bít cái đường của cậu lại. Khi mà cái ba cái xe kia đi qua thì sẽ tốn thời gian để dỡ hết cái đống cây và đồ em chặn ở bên cuối cầu lên. Như vậy sẽ có thêm thời gian cho đồng đội của em làm thứ gì đó ít. Chặn cây ở chỗ bên trệ, bên phía bắc hay bên phía nam em? Dạ, chặn cây bên phía hay nam ạ. Chặn bên phía nam, ok. Em đang ở phía bên phía đó. Đốn cây và cho cây là chắn ngang chỗ cầu như kiểu thế này đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Ok. Công việc này sẽ tốn kha khá thời gian. Em có phép gì để hỗ trợ việc đấy không? Theo như em biết thì em là một pháp sư hệ hỗ trợ và một pháp sư hệ lửa. Như vậy thì em sẽ khó để có một cái phép nào để giúp cho em trong việc đó. Ngó qua, em có phép nhân vật này thì có phép Burning Hands này, có phép Flaming Sphere. Em có khá nhiều phép hệ lửa. Để nhưng mà nói chung là cũng phải cẩn thận một chút, không là đốt rừng luôn, không chỉ chặt vào không chỉ cắt vài cây. Rồi đấy, anh có thể nói rằng em đủ biết sử dụng phép của mình để có thể hỗ trợ cho việc đốn cây. Khi mà đưa các cái quả cầu lửa mà em tạo đến gần những cái cây thì em đã chuẩn bị sẵn một vài xô nước để dập nó đi khi mà đã cắt được đến đủ đoạn em cần thiết. Nhưng mà vẫn với cái sự nỗ lực của mình, em cũng mất nguyên từ buổi trưa lúc mà em đến tận xế chiều luôn mới làm hết được, mang được hết 7 cái cọng cây to chặn vào đây. Hết cả bài. Vậy thì mình chỉ có thể làm tới đây là cùng thôi, không còn cách nào khác. Về còn lại chắc em sẽ phó thác cho những người còn lại trong đội làm. Ok. Và Yuan có thể biết rằng ba cái địa điểm mà cái người thư ký nói là đều trên đường cả, chứ không phải là chọn cái đoàn xe sẽ chọn một trong ba để đi. Nếu mà chặn ở đây là thực ra thì cái nếu có thể là cái đội xe đấy có thể là gỡ ở đây và xong rồi đi tiếp, nhưng mà sẽ mất thời gian. Đấy là những gì mà Yuan biết được từ việc đặt cái bẫy này. Có muốn làm gì nữa không hay là quay trở về chỗ băng đảng để gặp những người kia? Chưa đến xế chiều thì tay em cũng đã ẩm hết rồi. Vậy nên em sẽ quyết định về lại băng đảng. Ok. Và Thiện sẽ cho rằng là đây cũng là lúc ba người kia về, có thể là về sớm hơn một tí, tại vì Yuan làm việc khá là cần lực buổi chiều. Những người kia thì thu thập thông tin có phần đỡ tốn sức lực hơn một chút, đỡ tốn thời gian hơn một chút để tìm lại cái tavern nữa nhỉ. Đây. Hiện tại là đã hết một ngày chuẩn bị. Mọi người biết rằng còn một ngày nữa, ngày hôm sau, hết ngày hôm sau thì sáng hôm sau nữa là chuyến xe khởi hành. Mọi người có thể trao đổi với nhau. Nhưng mà trước đấy thì Thiện sẽ xin phép là nghỉ khoảng 3 phút. Mọi người có thể là nghỉ khoảng 3-4 phút. Chúng ta sẽ quay lại tiếp tục chơi. Nhưng mà...
Mọi lần quá. Có ai thấy bị hơi lưu mờ không? Kiểu ví dụ là không có spotlight các thứ ấy. Không vậy, thấy đây là một câu chuyện rất là thú vị. Như thế này là rồi, là về khởi đầu tốt cho một điều ai. Mình vẫn còn khoảng 1 hoặc 2 phút nữa. Đợi mọi người quay lại nốt. Anh Hiền có chắc anh Hiền vẫn còn đang quay chứ nhỉ? Đào. Có đang có. Cơ mà ông Aya. Ông ấy cơ, ông Henny ấy. Tại vì sorry tôi không đọc được tên ông cam của ông nó hơi Henny Jani. Yeah. Cái cam của ông nãy giờ bị quay dọc. Ngang. Ừ, quay dọc. Có nửa cái mặt à. Ông ơi, alo. Như ông đang đi đâu rồi? Đang đi đâu rồi? Tí nhắc không sao. Ok, ông kìa. Khi back. Hello. Hey bro. Ông có thể chỉnh được cái cam không? Tại vì cái cam ông ngang ấy. Ông ngang chỉnh... như thế nào ạ? Ừ đó. Rồi, đúng rồi. Ai xài điện thoại mà. Chờ xí. Ông xem có xoay được màn hình không? Ông có thể tắt cái xoay màn hình đi. Thì nó sẽ tự động chỉ lại cam cho ông để xài điện thoại. Có thể là xoay cam. Đợi xíu. Bình tĩnh. Như vì đang ngủ là cam nó cũng toàn quay xuống người đấy chứ không thấy mặt. Đúng rồi. Tại vì cái ấy của cái góc cam của em nó hơi. Ồ, nay có nãy bữa nay là có tới 2 ô bay không hả? Ghê. Đâu, một bài. Một hả? Sao một nhỉ? Dịch đang ngủ, dịch đang ngủ là new bay hả? Hello. Ừ. Để tên new bay. Nên có một cái nhỏ new bay chưa? Doan quay lại chưa em? Ok, vậy thì tất cả bọn mình đã quay lại rồi, mình có thể tiếp tục. Mọi người sẵn sàng rồi. Ok. Vậy thì mọi người đã quay lại từ ngày thứ nhất tìm hiểu thông tin và chuẩn bị cho cái vụ cướp sắp tới. Đây là tối ngày hôm đấy, mọi người còn một ngày nữa. Mọi người có thể tự trao đổi với nhau và bàn tiếp là ngày tiếp theo làm gì. Hay là trao đổi những cái thông tin mình đã tìm được nữa. Rồi, ngồi xuống chiếc ghế, cởi bỏ chiếc mũ rồi châm điếu thuốc. Chúng ta sẽ có hai người vào trong đoàn đoàn bảo vệ. Vậy nên sẽ có hai người phải kích ở trước cầu. Tôi có một ý này. Tôi nói nha. Tôi có một cái khả năng đó là bắt lẻ. Trong tôi có thể sẽ làm bắt lẻ một đứa trong đoàn. Ví dụ như đứa nào đi cuối thì tôi sẽ bắt lẻ nó và trói nó lại trong rừng. Coi như là giảm bớt được nhân lực thì alo nghe được không nhỉ? Xong vẫn đang nghe mà ông cười rồi đó thì anh Thiện cho bật lại cái map đi. Ok, map muốn nắm map nào? Map đầu luôn, map cây cầu á. Map cầu, ok, để tí kéo mọi người sang ngay đoạn rừng phía trên phía tây bắc, phía bắc bên trái, phía trên bên trái. Ngay cái đoạn rừng anh. Chuyến xe đi từ hướng nam lên bắc nhá. Rồi. Ok, nếu mà muốn mọi người muốn bắt ở Bắc cũng được. Trên khúc này thì tôi sẽ núp ở trong rừng. Và nếu như có đứa nào thuận tiện bắt được thì tôi sẽ bắt nó. Và cả trang vào trong đoàn luôn. Hoặc là, thì theo tư ý tôi là vậy đó. Người còn lại ở cái cầu chắc chắn là tôi rồi. Bởi vì tôi là người đã đi cái cầu sớm nhất và là người đã tạo ra cái bẫy. Theo thì tôi có một cái khả năng, cái skill là tiêu thiêu đốt. Khi hôm qua, chiều hôm qua thì tôi đã đặt hết tất cả cái cây lại bên phía đầu cầu rồi. Và khi mà bọn kia đi qua, nếu mà có gì chắc chở, tôi sẽ dùng khả năng của mình để đốt cái đống cây mà tôi chặn nó. Sẽ làm có thể một chút nào đó làm cho mấy cái xe hàng sẽ busy, kiểu nó náo loạn lên. Và sẽ giúp mấy ông trong một khía cạnh nào đó. Đó là ý của tôi. Wow, tôi có ý hay hơn. Nó sẽ là một cái chặn đầu nhỉ? Chính xác. Chặn đầu thì hơi sớm tại vì ba xe đi cùng lúc. Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua vì đây nha. Theo như tôi tìm hiểu thì sẽ có ba xe hả? Và trong đấy có cái xe quý giá nhất sẽ là xe đạp quý. Vậy chúng ta chỉ việc làm gì? Đó là cướp xe đạp quý kia thôi. Còn hai xe còn lại chúng ta sẽ đốt. Hai xe còn lại thì chúng ta mặc xác chúng nó. Chúng ta làm vì gì? Vì tiền. Đúng vậy, vì tiền. Bling. Sáng chói. Vậy thì mình có thể sử dụng cây cối để hoặc là mình có thể dùng cái gì đó để chia rẽ ba cái xe đó. Tôi có nghe hồi nãy Rook đã nói là xe đầu tiên sẽ là xe lương thực đúng không?
Vậy đúng rồi. Cô ta chưa nói gì về về thứ tự trong xe cả. Tôi chỉ biết chỉ có 3 xe như vậy. Vậy thì loại trừ khả năng xe cuối ra thì 2 xe đầu trong số xe đó sẽ là lương thực. Tôi có thể sử dụng skill của mình để đốt luôn cả cái xe các ông. Ừ. Vậy bây giờ như này đi. Chúng ta sẽ ra với nhau một ký hiệu khi nào nên đốt. Bởi vì hai chúng tôi sẽ là hai người trong nên việc chúng tôi sẽ biết xe nào là. Và khi đến cái cầu đấy, sao anh Hoàng anh nói đi. Ông muốn ra hiệu kiểu gì? Một ký hiệu nào đấy hay một con vật gì? Một con chim chẳng hạn, ở giữa một rừng cây. Một con chim, nó đâu có gì là đáng nghi đúng không? Ta có thể tạo bài âm thanh. Cũng đúng. Vậy thì như này đi, chúng ta sẽ sử dụng một con quạ và chân của nó sẽ buộc một sợi băng màu đỏ. Đâu? Chúng ta sẽ ký hiệu bằng cách buộc một sợi băng đỏ vào chân con quạ. Màu đỏ đại diện cho xe thứ nhất, màu vàng đại diện cho xe thứ hai và cuối cùng là màu cam đại diện cho xe thứ ba. Thế ông thả quạ kiểu gì? Có lẽ là tôi sẽ phải nhờ ông. Tôi cần khi đấy, khi mà ta đã biết được rồi, ta sẽ cần ông đánh lạc hướng của bọn chúng rồi tôi sẽ thả con quạ được chứ? Muốn có thể tạo ra âm thanh khác nhau thế nào? Tôi tạo âm thanh thì cũng có thể bị lộ mà. Thay vì thế, một con quạ giữa một rừng cây là đầu ai để ý đâu, đúng chứ? Vậy chúng ta sẽ chốt lại là con quạ nhé. Dựa trên cái dấu hiệu và ta sẽ rồi dựa trên dấu hiệu mà ta sẽ đốt hai xe chặn đầu. Nếu như xe thứ nhất thì ta sẽ đợi cho xe đấy đi qua cầu rồi đốt đống gỗ kia và chạy trốn. Còn nếu xe thứ hai thì đốt đợi xe thứ nhất lên xong đốt cầu. Xe thứ ba đi nhá. Xe thứ ba thì chắc mọi người cũng đủ thông minh để hiểu là phải làm gì đúng không? Kế hoạch là như vậy, ai thắc mắc gì không? Được đấy. Tôi cũng chưa hiểu đoạn hai chiếc xe kia đi lên, sau đó chúng ta đốt cầu. Tại vì tôi đã chặn gỗ ở phía đầu cầu. Vậy thì làm sao mà hai chiếc xe kia có thể đi qua được trong khi tôi đã chặn gỗ ở đó? Thì ông ra dọn đi. Vậy thì tại sao chúng ta không đợi đến lúc chúng ta sẽ đặt một cái bẫy ở gần đấy, xếp hai bên đi. Rồi khi hai chiếc xe đấy đã đi ngang qua, chúng ta đẩy ra phát, rồi đốt lên là xong. Hai người có anh bạn kia rất khỏe mạnh cơ mà, phải lo gì nhỉ? Anh ta còn đấm gần ngất một bảo hiểm giả ở chỗ xin việc đấy. Ở thời đấy gặp tôi là tôi đứng ra chắn đầu, tôi đấm luôn cả ba xe rồi tôi thế thôi. Ai nào như thế chứ? Anh biết mỗi xe. Mỗi xe thì chừng 3 người chứ nhiêu? Mỗi thì trung bình ra nó cũng là 10 người. Mà con Dragon Ball kia trông cũng không phải là yếu đuối gì. Anh nghĩ anh đấm nổi chúng nó hay là anh sẽ bị bắn một đống mũi tên rồi? Nghĩ kỹ đi. Không sao. Nhiều người mà. Chúng ta đều là con người có trí tuệ cả. Đừng như vậy chứ. Chúng ta có thể xem xét cái phương án khác. Mình xem cái map thứ hai được không? Ok, có khu rừng. Đây, nếu mà xe đi thì đi từ khúc nào lên nhỉ? Vẫn đi là từ Nam, Bắc. Và chỗ này là nó sẽ rẽ trái. Đây. Khu này thì thích hợp để ambush hơn. Tôi nghĩ là nếu chúng ta có đi đâu thì hoặc là đặt bẫy hoặc là làm gì thì nên làm ở khu này. Chúng ta còn một ngày nữa mà phải không? Chúng ta còn hẳn một ngày nữa cơ. Cứ còn hẳn một ngày nữa cơ. Theo tôi là sẽ hơn cả một ngày đấy. Tại vì đống gỗ tôi chặt ở cầu sẽ là một chút thời gian nó kéo cho chúng ta sắp đặt cái bẫy này. Vậy là các anh định là tập kích ở đây cái bẫy 4 người chúng ta đều như tập kích ở đây. Khoan nữa, nhưng mà việc phải đối đầu với tất cả bọn chúng là điều có thể xảy ra. Bởi vì nhìn đi, địa hình quanh đây rất khó để chưa cắt được chúng đâu. Những đâu. Kẻ mạo hiểm già đấy. Tôi nghĩ là cái địa hình này sẽ khó để sử dụng cung tên, bởi vì nếu ta chạy vào rừng thì vì khả năng mũi tên chúng ta sẽ là một số phần trăm gì đó rất là thấp. Một phần nữa là chúng ta có thể núp vào gần đây và cũng như là nếu có thể dùng gỗ, dùng cây để chia cắt bọn chúng. Ví dụ như khi mà chúng lên được cái đoạn phía giữa, mình chặt cây hờ thôi rồi buộc dây vào cây. Khi đoạn một chạy qua thì mình sẽ làm đổ cây để chia cắt bọn chúng. Anh cho em hỏi một chút là cái map này nó, cái đường, cái...
hai bên đường nó có đủ và kiểu bằng phẳng hay là cái gì đấy để cho hai xe đi qua cùng một lúc không, hay là cái đường đấy chỉ đi được một xe một lần? Ok, xem luôn xem cái độ tàu nó bao nhiêu. Đây là độ tàu một cái xe rồi. Nếu mà Đấy. đi chỉ trên cái đường này thì một xe. Xe Nếu một mà lần. bọn nó nếu mà cần thiết vẫn có thể là trèo lên cỏ để đi hai xe hai bên cũng được, nhưng tùy chỗ. Ví dụ là trên ngã ba này là không được đúng không? Cái ngã ba có đoạn cái cây nó nhô ra ấy. Ngay chỗ này là rất khó đi, phải đi một xe, đúng không? Người tìm được chỗ nào nó bé thì rõ ràng là phải một xe. Vậy là các cậu định đánh ở đâu? Các cậu định đánh ở điểm ngay đầu hay là chỗ ngã ba này? Anh tôi nghĩ là nên chia ra, có ngã ba thì có vẻ hơi địa hình hơi lớn để mà tập kích, thì tôi nghĩ là sẽ ở đây khúc này tôi sẽ chia cắt một trong ba đoàn xe ở đây, tôi sẽ núp ở đây. Khi đó thì có thể là đoàn cuối tôi sẽ chia cắt đoàn cuối, hai đoàn kia có thể vẫn sẽ đi tiếp. Đang quán rượu thì sao? Bọn nó phải nghỉ chứ. Tôi chẳng thích Bọn cần đấy bọn chứ. chúng có hoàn toàn có thể đi đường vòng. Anh nhìn đây chứ, ở đây có một đường bé, với bọn mạo hiểm giả thì chúng nó có hoàn toàn có thể chạy lại và đánh úp chúng ta. Đây, chúng ta bọn vẫn có nó thể quán đánh rượu úp thì sao? chúng, chúng ta cũng có thể là hay quá, tốt, ok, có cái icon Nếu ở không đây. có nếu không có sự lựa chọn giữa hai sự phẩm này, chúng ta có thể đến phân cảnh tiếp theo là Quán quán rượu rượu. thì sao? Thì nó phải nghỉ chân đấy chứ. Đúng vậy, Ý chỗ quán rượu là vẫn là bọn nó sẽ nghỉ chân không đấy. cần phải toàn bộ team cùng một chỗ, mà có thể chia ra các chỗ để tập kích thì nó sẽ dễ hơn. Không, vậy thì lỡ như có thương vong thì sao? Mà ai nó chịu. Chịu thôi, mà nó chạy thôi, chạy thôi. Xem chỗ quán rượu xem nào, bọn nó chắc chắn sẽ nghỉ chân rồi đấy. Kiểm phân cảnh sẽ quan được. Ok, mọi người muốn đến quán rượu. Cái thứ tự sẽ là cầu, quán rượu, rừng. Cầu quán rượu mấy rừng. Ừ. Ok, thế là cũng đi từ Nam đến Bắc nè. Nam đến Bắc hết. Ok. Bọn sẽ đến, nhìn cái map, cái đâu là cửa vào nhỉ? Đến đây, để ngựa, để xe khoảng chỗ này, sẽ có người, khá chắc là sẽ có người trong xe, xong rồi người vào đây ăn uống nghỉ chân. Lúc này nếu như hai người kia trà trộn vào cái ba cái xe này, biết xe nào là xe có đồ quý nhất, thì trong cái lúc mà những mấy tên ở mà hiểm giả vào uống rượu thì chúng ta sẽ dùng một số skill để đánh ngắt cái bọn canh và cướp lấy số cái xe, chiếc xe mà có bình gốm và tuồn lên chỗ đoạn khu rừng. Lúc này thì chúng ta sẽ xuất một số cái loại khu rừng để chặt đuôi để không cho nó dí theo chúng ta. À, đơn giản thôi, đóng cửa quán rượu lại rồi đốt đâu đấy. Bọn nó chắc chắn tốn rất nhiều thời gian thì ra ngoài. Chúng nó không xỉn cho nhà. Đây. Chắc nghĩ thế Đây, nào? việc đợi cho 10 tên bảo hiểm giả, cho 8 tên bảo hiểm giả uống đến say mèn này, anh có chắc không? Chắc chắn sẽ một hai tên ở Không ngoài. không cần phải quá 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 say Ừ, đâu, bởi vì cũng không khóa hẳn. cửa lại thì đấy. Chúng ta chỉ cần tranh thủ thời cơ để tóm hết cái bọn canh và sau đó cướp lấy chiếc xe quý giá nhất và chạy tới đoạn khu rừng thôi. Đây, Tao tìm nếu cách. nếu như mà đã đánh gục hết được bọn hôi âm già đây rồi, ba xe đi là quá đơn giản, nhưng liệu chúng ta Tao có phải đủ tìm sức để đánh lại 8 tên mạo hiểm giả hay không? không không phải Ừ. 8 tên, lúc này nếu mà 8 tên thì chắc chắn sẽ chia ít nhất 4 tên để vào quán rượu, vậy thì còn 4 tên thì bốn chúng ta sẽ đánh hợp sức đánh lại 4 tên, Chúng ta phải đóng cửa quán rượu rồi vẫn đốt đấy. vẫn là một thứ, vẫn là một thứ gì đó có thể đúng không Nó nào? không bị lánh lạc bốn gì. bốn chọi 4 cơ mà Có chỗ sao lại chặt. không nhỉ, Ý hoặc có thể ít ý hơn. anh Có chỗ nhiều thời ý gian. anh là sẽ dụ chúng nó quán rượu xong rồi để cô lập mấy tên đấy ở trong quán rượu. Không, Đúng ý vậy, đóng tôi cửa lại thì không uống rượu đấy. Chắc chắn đám còn lại sẽ xông vào cứu và chúng ta có thể có thời gian đánh ba cái xe đó đi. cũng đúng, dù sao thì chúng ta cũng đã có quen biết với tên chủ quán rồi đấy, cái tên tên gian gian thương đấy rồi thì chúng ta còn lạ lẫm gì đâu đúng chứ. Chúng ta sẽ phóng thích luôn cả cái quán. Anh có rất nhiều chiêu tạo lửa mà đúng không? Vâng, đúng vậy. Ê, dù sao thì sau khi cướp được cái xe đá quý kia thì chia cho tên chủ quán một ít là xong, có cái gì đâu. Ê, Không, giống như theo trong đấy thì cần chúng ta sẽ không chia, bởi vì nếu mà chúng ta chia thì sẽ lộ đi cái hành tung của chúng ta, và có thể chúng ta sẽ bị bắt thì sao? không đá quý đấy, khá nhiều tiền Chúng đấy. ta là những tên trộm, vậy chúng ta Tiền phải có chủ một nó đức không tính, bỏ đó qua dễ chính là dàng tham đâu. lam. Chúng ta phải tham lam lên, lấy là Đây, phải lấy hết. chúng ta không phải Tốt nhất chúng nên ta đi là sang người cướp, định nghĩa chuẩn giữa cướp và trộm nhà. thôi nào, quyết định nhanh lên nào, Đây, chốt vậy được rồi, được rồi, chúng ta sẽ đi đến quán rượu kia và chúng ta sẽ nói chuyện với tên
chủ quán rồi. Đừng nói chuyện gì cả, chỉ cần đóng cửa ngoài rồi đốt nghịch quán thôi. Ây, quán chết chết có chết. Cửa trước cửa sau thôi. Không vậy thì tên chủ quán đấy, tên chủ quán đấy, tên chủ quán đấy nó có liên hệ với anh ông boss. Và tôi không muốn chúng ta đi luôn đối xong đốt cái quán chết tiệt của hắn đâu. À, đừng có lo. Để sao lại không? Thằng xong chuyện hàng này chúng ta bán xới nơi khác rồi. Tao cũng cày thằng boss này lắm rồi. Tao không về đưa tiền cho nó đâu. Vậy là các anh định sau chuyến này chúng ta bỏ trốn à? Thú vị đấy. Tao có mối mua tàu thì rồi. Thôi. Ừ. Mày làm cướp biển với tao. Ừ. Mày đi làm cướp biển với tao. Được, cả này. Được rồi. Được rồi. Nghe theo các anh hết. Ừ. Thật tao đàn bà con gái như tôi làm gì có làm gì có được có ý kiến gì nữa đây. Ừ, kế hoạch tuyệt vời đến như thế cơ mà. Dù nếu như cái ông gì nhân đây? Nếu như cái ông đánh trộm chiếc xe ở quán rượu thì tôi sẽ đặt bẫy, tôi sẽ chuẩn bị bẫy để khi các ông qua khỏi cái bẫy đó thì tôi sẽ cho sập bẫy. Đó là một ý kiến này. Vậy ví dụ như sao? Thì ba người là cũng đủ rồi. Thì tôi sẽ ở cái map thứ map ở cái đoạn rừng để khi các ông đi qua khỏi cái cây lùm cây thì tôi sẽ cho đánh sập để chặn đường. Lúc đó thì chúng nó có đuổi theo cũng sẽ mất thời gian. Thế tổng kết lại là điểm thế nào này đấy? Đấy, các ông cứ đấy. Các ông đi qua đi rồi tôi sẽ đánh sập như thế này. Đấy. Ba chúng tôi sẽ là ở chỗ quán rượu để ngồi chờ bọn nó tới. Sau khi ba xe tới và một phần các người thật mạnh giả vào uống rượu thì ngay lúc đó chúng ta ba người bọn tôi sẽ cướp đi chiếc xe quan trọng nhất và chạy tới chỗ của ông, là như vậy đúng không? Đấy rồi. Okay. Sau khi ông qua khỏi cây cầu thì tôi sẽ đánh sập ông sập. Khi qua khỏi con đường này tôi sẽ cho cây sập xuống và tôi đi theo các ông thôi. Đấy. Đó cũng là một cái rất là khoảng cách từ khoảng cách từ quán rượu đến cái chỗ rừng cũng khá khá đấy. Đi một đoạn hơi xa chỉ là vì cái mục đích là chọn một trong ba chỗ thì hiện để nó nối tiếp như vậy thôi, chứ còn khoảng cách từ các chỗ đến nhau nó cũng hơi xa một chút. Ừ, khá xa. Vậy thì việc gì phải lăng nhăng thế, ông cứ đi theo chúng tôi, đằng nào chúng tôi chả phải quay lại đúng chứ, đến lúc đấy thôi đi theo đi, không có đầu có muộn phải không nào. Ừ, vậy thôi tôi đi theo mấy ông thì cũng được, đi vậy cái vậy kết thúc cái kế hoạch này nó sẽ là chúng ta sẽ rồi chặn cái cửa lại, đốt cháy cái quán rồi nếu mà mấy tên kia, nếu như mấy tên ở ngoài nó có vấn đề thì chúng ta sửa luôn, còn nếu mà chúng nó mà bảo cứu cái xe thì cứu mấy đứa mạo xin chúc mà chúng ta trúng mánh rồi này. Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi biển cá và cuộc phiêu lưu về nơi xa xôi trước mắt rồi đấy. Cho Thiện hỏi tóm tắt, cho Thiện hỏi tóm tắt lại là cuối cùng mọi người làm gì? Là tóm tắt lại là sẽ là cho cả đám kia đến quán rượu. Sau rồi chị dụ một phần hơn nửa đội bảo hiểm giả vào xe vào trong quán rượu và khóa cửa, sau đấy phóng hỏa. Vâng. Đó, cả đám mai xe tháo chạy. Hai người ở ngoài sẽ là tiêu những tên còn ở ngoài và cướp xe. Ok. Quán rượu có cửa sổ nhá. Man. Ném lửa vào cửa sổ. Ok rồi. Làm thế nào để chặn hết? Vì bây giờ là gần sáng của ngày thứ hai rồi nên là bảo sẽ cho hai người kia đi chuẩn bị trước để xem có cửa sổ cửa sung gì bị thế lại. Nó chỉ kéo ra thời gian thôi, không lo đâu. Vậy là vẫn có người đang đi cùng đoàn sẽ đi cùng đoàn xe đúng không? Vâng, thì sẽ có hai người, đấy là em và Rock. Và anh Hoàng sẽ là đi người là đi cùng đoàn xe. Hai bạn kia sẽ đi đến trước và chuẩn bị sẵn bẫy bung các thứ bên quán rượu trước. Trong cái ngày hôm sau mọi người vẫn còn một ngày, tất cả mọi người đều có thể đến được, chứ hai người kia chưa phải đến đoàn. Và đây là ngày hôm sau, mình sẽ cắt cảnh ngày hôm sau mọi người ở quán rượu, mọi người muốn chuẩn bị những gì, xe chưa đến, đây là tượng trưng thôi. Nhìn cái quán rượu và nhìn cái quán rượu thân thuộc, tiếc thật. Sắp phải xa mi rồi. Bao nhiêu lần ché chén rồi đây. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi sẽ ở gốc cây chỗ gần chiếc xe đầu tiên và đứng ở đó đợi tín hiệu. Chỗ này đúng không? Vâng. Bây giờ là ngày đầu tiên, bây giờ là hai thôi. Tức là bây giờ là thời gian khoảng để chuẩn bị ấy. Tức là chuẩn bị bẫy. Đây là một ngày trước khi đoàn xe khởi hành. Chưa có cái xe nào ở đây. Đây là tưởng tượng là, nó đến xe ở đấy. Đây là ví dụ. Để Thiện kéo lại mấy cái token mọi người vào đây, mọi người thể di chuyển. Rồi, mọi người muốn tìm hiểu gì, muốn chuẩn bị gì?
Cái nhà này là như thế nào? Đây là một cái này. Quán rượu có tìm, cái nào? Tìm hiểu về kết cấu của căn nhà. Quán rượu này có vẻ như là có một tầng bên dưới để ăn uống chè chén, tầng bên trên để khách nghỉ. Ừ. Có một cửa trước, một cửa sau cho bếp, nhà bếp chuyển đồ. Có hai cửa sổ ở đây, hai cửa sổ ở đây. Tôi có đồ làm bếp, ông có ông nào có thuốc ngủ hay gì không? Tôi có đồ làm bếp, tôi là thêm cúc. Ờ nhà có ai có thuốc ngủ hay thuốc thuốc độc hay gì không? Đúng là nên ra chợ đen để mua thuốc ngủ. Nhân tiện thì cho tôi hỏi là 8 mạo hiểm giả là trong đó đã có các ông chưa hay là thêm các ông nữa là thành 10? Tôi nghĩ là theo thêm bọn tôi nữa là 10 tên. Thì khá là khó khăn. Ông làm toán có đúng không đấy? Ông làm toán có đúng không đấy? Ai 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 này nha. Do cuộc đời nó xô đẩy ta vào con đường này thôi chứ ta cũng là một kẻ có học ở nhà. Ăn nó cho nó cẩn thận. Cảm ơn chị ạ. Có ai có thuốc ngủ không? Có ai có thuốc không? Chúng ta nên ra chợ đen mua. Này, các người nghĩ thuốc ngủ có tác dụng với bọn nó nhầm giả chết tiệt đấy à? Có chứ, là tôi không ngủ thì nó nắm ngấm trong máu mà. Chúng ta vừa thép bóp bồi thuốc ngủ, chúng ta vừa bồi thuốc ngủ, chúng ta vừa phóng hỏa thì sao? Nhân đôi sự kiện, nhân đôi hiệu ứng. Này, một ý tưởng hay. Này nhá, tôi sẽ vào, tôi sẽ giả vờ, tôi sẽ sneak vào bên trong căn bếp để bỏ thuốc ngủ. Hay, hay bây giờ đỡ phải vào. Thì cậu cứ xin thẳng với cả ông quán đi. Dù sao thì chúng ta là khách quen rồi. Vào bảo là vì mấy nay tôi đang thiếu tiền nên tôi làm đầu bếp cho ông một hai hôm. Được mà, chả ai cấm đâu. Không ai ngờ đó. Nhưng mà vấn đề bây giờ là chúng ta cần chuẩn bị trước. Kiếm mấy tấm ván đi, bịt hết mấy cái tấm cửa sổ lại cho tôi. Ok, để tôi đi vô. Nhưng mà nếu chúng ta làm vậy thì ông chủ có biết không nhỉ? Ấy, cứ bảo với hắn là vì bọn tôi thì nó trông ẻm quá, đóng nó lại. Để giới hạn thời gian của One Shot, thời gian thật sẽ là đến 11:15, thì thời gian trong game sẽ là hết ngày này. Thôi, trời cũng đã đến đầu giờ chiều rồi, chuẩn bị nhanh lên, đóng hết mấy cái tấm cửa sổ lại. Tôi bây giờ sẽ phi ra cấp tốc nhạy, phi ra chợ đen nhanh nhất có thể, mua cho mấy người với lọ thuốc sổ. Thuốc sổ của nhân thân ngủ ra được không? Bây giờ là tôi sẽ vào để xin làm đầu bếp trong nhà. Persuasion. Persuasion check. Đóng đầu làm một cái hoặc là cook's utensil, dùng wisdom nếu cook, có cook's utensil có. Dùng wisdom. Wisdom check. Nấu phở. Thêm cho cái luck check lăn cái D20. D20 làm gì anh? Chị luck check. Ok, luck hả? Cái tại 11 là chưa đủ đâu. 1D20. Chờ tí. Gạch chèo. Thôi không cần đây. Nói chung là cách xin thẳng thì không được nữa rồi. Ê, Caro thấy nó không 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 đấy lắm. Bạn già của tôi à? Ê, tình là anh em luôn à? Còn nó mong là món phở. Nó mong là món phở Hà Nội của trời. Cái làm được cái gì đó. Thằng mẹ ơi, nó nấu ăn ngon lắm. Nó nấu giỏi nhất đám này đấy. Ông chủ quán nói chung là vẫn cứ rất lịch sự từ chối thôi. Mà bọn tôi đủ lời rồi, cảm ơn. Sao chúng ta không thủ tiêu luôn thủ chủ quán nhỉ? Bây giờ chúng ta không thể xin giúp việc được. Người bạn già của tôi chứ. Caro thì miệng thì nói thế nhưng mà tay thì đã rút sẵn đoàn kiều. Rồi có rất là nhiều. Bỏ mặt đi ông ơi, bây giờ tôi không còn cái gì nữa rồi. Tôi vẫn rất là... Đám này cũng chắc chắn là dò đường từ trước rồi, nhưng thủ tiêu người ta là dễ lộ lắm. Bỏ đi. Bây giờ thì chỉ có stealth thôi, thì chỉ có tôi chỉ có lẻn vào cái nhà bếp nào đó, lòng vào phía nhà bếp và bỏ sổ vào nồi thôi. Hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng mà cái mình sẽ lăn vào cái lúc mà đoàn xe đến. Đoàn xe đến, chứ không biết trước Carol, được là Carol có thành công hay không. Carol nghe thấy thế thì chạy út sát phi lên con ngựa mà đã chuẩn bị từ trước, chạy ra chợ đen và mua thuốc sổ. Mua thuốc sổ. Thuốc sổ lẫn thuốc ngủ rồi quay trở lại đưa cho anh bạn. Mọi người bao nhiêu tiền? Mọi người có tổng cộng bao nhiêu tiền?
Tôi có 15 gold. Ê, đấy, thuộc ngủ với tôi sổ đấy. Dũng cho nó cẩn thận vào. Bao nhiêu tiền của bà đây đấy? Là thế. Mọi người tổng cộng bao nhiêu tiền? Tôi có 15 gold nha. 15 GP là gì? GP là gold. Gold point. Gold đúng rồi. Ok. Thì tôi đưa cho đưa cho bà đó. Còn ai có gì bao nhiêu nữa? Ê, chết. Cần bao nhiêu nào? Cần bao nhiêu nào? Cần bao nhiêu? 10 ba 10 vàng sẽ không, từ từ. 10 vàng là đủ liều cho một người. Đây, chúng ta cần đánh ngất cho 60 hồn cửa. Đấy. Sổ thì effect sẽ là bị poison condition. À, anh ơi, cho em hỏi chút là cái background cho criminal của em là được bao nhiêu hồn nhé? Ok. Criminal được 15. Tổng 30 rồi. Rồi, tổng 30 rồi. 30. Còn ai có gì nữa? Trong em có bao nhiêu vàng? Phép đấy không làm được người đấy. Có thể biến được mà, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn. Có thể tạo ra một cái magical trinket ở trên bàn tay mình. Cái này đâu có làm gì được. Tạo ra ảo ảnh thôi. Tạo ra ảo ảnh nhỏ xíu rồi, nhưng cũng không tạo ra ảo ảnh cho đồ vật được. Fame musical note. Anh bạn định dùng cái phép nhỏ bé của anh bạn giả dạng cho 30 đồng vàng. Không được. Nó có một cái phép khác để định giá lên, cho nên là cái phép này không được đâu. Nó có một cái phép khác nữa dành riêng như cái đó. Ê, chúng ta còn thiếu 30 đồng. Còn ai còn tiền không? Xem trong nhân vật của mình còn tiền không? Chị Caro bao nhiêu tiền đấy? Làm sao để xem mình còn tiền? Mở tờ thông số nhân vật của mình ra. Về cái trang chính kéo xuống đến cái chỗ vàng. Được cho nó 2 tấm ấy, mua tạm đi nhanh đi. Ồ, 15. Rồi, vậy là mọi người có tổng cộng 55. Rồi, quay sang ô chủ quán. Ê, ông bạn già, ông có 5 vàng không cho tôi mượn vạt? Persuasion. Persuasion. Không. Ok luôn, được luôn nha. Không. Ôi, nói rồi, chúng ta phải giết. Chúng ta phải thụ tiêu. Ôi, được rồi ông ơi. Được. Nhà này kêu quá. Có 5 đồng cũng không cho rồi, sao đây? 5 đồng sống được 5 ngày ông ơi. Ông yên tâm cho tôi mượn đi. Rồi tôi sẽ trả cho ông một kẻo hậu hĩnh sẵn hô. Không, hôm nay trông có vẻ tôi cần tiền cho con tôi đi học. Ôi, vậy thôi vậy. Với 5 đồng kia thì có ra chợ đen mua chịu rồi. Trời ơi, ai có khả năng trả giá không? Không, tức là kiểu sẽ ra để trả giá ấy chứ. Trả giá đi chứ. Chúng ta sẽ tua nhanh những phần này và thiện bảo là không. Mua tạm đi. Ê, mua tạm mà. Đi mua nhanh đi ông ơi. Mua tạm đi. Mua tạm 5 phần cấp ngủ ở trong sổ. Đi về. Này, cầm lấy. Đây chỉ đủ cho 50 thôi. Cầm lấy. Như đây đủ rồi. Lo được. Để còn ba tên thì chắc 4 người mình lo được. Không sao. Đây, cứ bình tĩnh. Nhìn trời. Uầy, trời đã khá tối rồi. Nào Rock, chúng ta quay về chỗ kia thôi. Từ đây về đấy cũng cả gần một ngày đường đấy. Chạy nhanh nào. 7 giờ sáng rồi, tỉnh thôi. Vậy thì mọi người chỉ là dùng kế hoạch thuốc sổ để cho chân hôm đấy sẽ lén vào bỏ đúng không? Còn làm gì nữa không? Vẫn là bịt cửa sổ và đốt kém nhé. Bịt cửa sổ lúc nào? Bịt cửa sổ bây giờ sẽ ăn chửi. Tại sao bịt cửa sổ? Thì bảo với ông kia là thấy cái cửa sổ nó hơi ọp em. Lúc đấy nó nói từ là sửa rồi bịt cửa sổ thôi mà. Cái chốt bên ngoài rồi khi nào cần thiết anh em đóng lại thôi. Đóng cho nó một đóng gọi là đóng hơi hờ chỉ. Không, làm ngày hôm sau mở quán thì ông ấy làm gì với cửa sổ nhà ông, mọi người làm sao biết được? Làm một cái chốt bên ngoài, chốt kéo bên ngoài đi, chốt mà khóa được ấy. Hiểu chưa? Ok, mọi người đóng đinh thế nào? Làm một cái chốt kiểu khóa kéo khóa đẩy lên. Mấy cái gì chẳng đi cũng được. Mọi người có thể tìm được một số cái thanh để đè, và nếu mà đè ngay bây giờ thì ông sẽ thấy mở cửa sổ không được, rồi ngày sau hôm sau ông lại bỏ ra và mấy thanh đấy ra. Còn nếu mà muốn làm ngay lúc combat thì mọi người sẽ mất một action và phải lan slide of hand. Hay là vậy đi, sau khi tôi bỏ thuốc sổ vào thì tôi sẽ đóng, tôi sẽ luồn và chạy ra khỏi cái tòa nhà đó bằng cửa sổ và tôi sẽ đóng cái cửa sổ lại, khóa nó lại luôn. Ok, sẽ mất một action. Vậy đi, vậy cho nó easy. Tôi sẽ tổng cộng 4 cửa sổ. 1, 2, 3, 4.
một cửa chính, một cửa nhà bếp. Thế là bọn em phải 6 lần đụng để bịt hết. Không cần phá hết đâu, kệ vào nó không chui ra. Nó thì không sao đâu. Mình chỉ làm cản bước vào nó thôi. Ừ. Không phải lo vào nơi đấy. Chạy chậm lại thôi. Anh em có thời gian đánh xe đi. Nếu mà mọi người chuẩn bị muốn đóng một cửa sổ thì có thể là mấy người ở ngoài tự nhiên đột ngột đóng cùng lúc, nắp cửa sổ đóng cùng lúc, thì để mà chốt nó được bên ngoài mình sẽ cần một cái slide of hand DC là 10, độ khó là 10 để chốt nó bên ngoài, thì bọn nó sẽ cần phải dùng một cái action để bọn nó cố mở, cũng là slide of hand DC 10. Mọi người đóng khó bao nhiêu thì nó sẽ phải mở khó bấy nhiêu. Nhưng mà vì nó đang dịch potion là thuốc sổ, nó bị poison, nó bị một cái ở trong D&D gọi là poison condition, nó sẽ bị disadvantage cho tất cả ability check và attack roll. Nó sẽ khi mà ăn thuốc sổ nó sẽ được lăn một cái constitution saving throw để có thể kháng lại, độ khó là 12. Ừ, ok, vậy đi thôi, tạm thời vậy đi. Còn gì nữa không anh em? Rồi để nếu không thì bọn tôi sẽ quay trở lại ấy luôn. Cái ông cứ quay lại trở lại đó thì tôi sẽ canh. Chừng nào ông mở cửa thì tôi sẽ tiến luôn. Đây, nào, đừng làm thế với anh bạn già của tôi chứ. Cứ bình tĩnh, làm được hết. Tôi muộn rồi, ngọc rock, lên nữa. Ngủ đi, chúng ta về. Vậy là, ok, vậy tổng tắt lại. Sau một ngày làm việc, nghĩ ngợi, vất vả, các tên cướp của chúng ta đã chia phân công việc của mỗi người đi chuẩn bị việc riêng của mình. Caro và Rook về lại ngôi làng để nghỉ ngơi trong tavern sáng sớm hôm sau, tham gia vào cái nhóm mạo hiểm giả bảo hiểm bảo vệ cho đoàn xe. Trinh và Joan nghỉ ở chỗ băng đảng của mình, hôm sau là cũng đi sớm ra chỗ quán rượu giữa đường. Mọi người còn giữ cái chỗ cây đổ ở cái cầu không? Nghĩa là hỏi thì biết thôi. Vẫn giữ. Ok. Ngày hôm sau, từ khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong cửa sổ của tavern, Rook và Carol đã tỉnh dậy, sẵn sàng đến chỗ để chuyển xe đi. Mọi người thấy ba cái xe sẵn sàng ở đó và cô Phương phân công mọi người vào từng xe. Xe đầu tiên là xe lương thực. Ở đó có Rook và hai người khác. Xe thứ hai là có xe thứ hai là xe đồ đá quý. Xe thứ hai là xe đá quý. Có cô Phương và hai mạo hiểm giả. Xe thứ ba là xe đồ cổ. Có Carol và hai mạo hiểm giả. Mọi người đi trên đường đến chỗ cái cầu. Thấy bị chặn đường. Mọi người bàn tán tại sao lại có chặn đường ở đây. Cô Phương bảo mọi người hãy chú ý quan sát cẩn thận hơn. Nhưng mà sau vài tiếng bỏ cây ra, các mạo hiểm giả làm việc cùng nhau, thì cây đã không chặn đường nữa. Trong thời gian này, khi mà mọi người làm việc, những hai người Rook và Carol có tranh thủ thời gian điện báo gì bên kia không? Hay gửi quạ gì không? Không có quạ. Lúc này thì chắc là quán đã mở rồi, mở cửa rồi thì... Ngày hôm kia đang làm gì? Giờ đang làm gì nhỉ? Giờ là chủ quán đang làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Persuasion, là perception hay là sneak vô được không? Muốn làm gì? Nói đi thì tôi sẽ bảo với làm gì. Chúng ta có đề nghị. Họ muốn làm gì? Muốn nhìn vào, muốn quan sát vào bên trong. Không, chúng ta nên... Không cần làm gì, thấy bên trong là khách ăn uống và đầu bếp và chủ quán. Chúng ta có nên bắt cóc chủ quán và giải giải bằng chủ quán không? Chuẩn ơi. Không, thì ông muốn làm vậy thì ông làm đi. Nhưng mà tôi sẽ lẻn vào để bỏ thuốc độc. No. Muốn lẻn vào bỏ thuốc độc thì làm cái stealth. Ok, stealth rồi, à đây rồi. Stealth. Cũng lên. Joan có giúp gì trong việc này không? 7. Tôi đi giúp gì nè. Ok. Tôi sẽ Joan có hiện đại đang làm gì liên quan đến việc thuốc độc không đã? Không. Không. Ok, thế thì sẽ giải quyết việc thuốc độc trước. 17, thành công. Thuốc sổ đã ở trong cái đấy. Và chắc đây là sẽ lúc mà bọn kia tính thời gian bọn kia gần đến đúng không? Vâng. Ok. Joan làm gì? Tôi sẽ ngồi trong gốc cây và được nó làm. Tự di chuyển đến một gốc cây mình muốn. Ok. Joan trong lúc này có đợi tín hiệu, chắc là đợi xe đến rồi mới xông ra đúng không? Cũng đợi đồng bọn của mình. Đúng rồi. Hay là có sự chuẩn bị gì khác nữa không? Không có sự chuẩn bị nào khác cả. Ok. Rook và Carol trong lúc mà bọn kia có thể là lúc nào đấy không để ý, có làm gì không? Điện báo gì không? Thả con quạ đi. Rồi với cái cuộn dây bộ vào.
ý là cái xe thứ hai là xe quan trọng nhất, kể cả ví dụ là không cướp được hai xe kia thì vẫn phải cướp, cố gắng cướp được xe thứ hai. Ok, Rook có làm gì nữa không? Không, ok. Mọi người theo quan sát của Doan và cũng hai người trong đoàn, ba xe đi đến, Rook ngồi xe đầu, Carol ngồi xe 3, cô Phương ngồi xe 2 cùng với mạo hiểm giả khác. Đây và thêm một thằng ở đây. Ba xe, lúc đến họ sẽ chia làm 2 ca, một ca vào ăn uống, ca kia trông xe và ngược lại. Rook lăn một D4, Carol lăn một D4. Tôi để xin ở lại thêm xe trước được không? Xin ở lại xe trước, ok. Gạch chéo R cách một D4. Ba. Carol ở ca trước, Rook cũng xin vào ca trước. Tức là ca ca vào hay là ca ca canh trước, ca đứng ngoài trước, ca 1 đứng ngoài. Ca này có rồi, bốn người đi vào. Đó, tình hình ở ngoài và trong trông như vậy. Chân bỏ thuốc sổ cho mấy người ở trong chưa? Hay là đợi thế nào? Mấy người ngoài làm gì? Bỏ thuốc sổ vào nồi thôi. Thì chạy ra để đóng cửa. Đóng cái cửa bếp đầu tiên. Ok. Ý là phá chốt cửa với lại khóa cửa lại. Slide the pen. Ok, slide the pen. Những người ở ngoài làm gì? Đã đợi tín hiệu gì nữa? Ok, nice. Những người ngoài đợi tín hiệu gì nữa không? Hay là bắt đầu chiến dịch? Carol thì không đợi gì nữa, bắt đầu đi chạy đi khóa thêm một cửa nữa. Tại khi mà Carol chạy đi, những người ở trên này, đây đi đâu đấy, đang canh mà. Tôi đi vệ sinh. Để con gái con đứa đi vệ sinh đi. Tôi đi lấy nước cho bọn ngựa nha. Ê, một người đi thôi, làm sao bọn tôi ở ngoài, bọn tôi canh được. Vào. Tôi chỉ đi vệ sinh có 17 giây, 20 giây thôi. Đợi nốt thanh niên kia về đi rồi đi. Anh Rook mà vào trong đấy lâu thì gọi một thanh niên ra nhá. Cái sếp của Water có đóng băng lấy cửa đúng không nhỉ? Sao? Sếp của Water này đóng băng lấy cửa. Đóng cái cửa chính đúng không? Đóng băng cái cửa chính ấy, kiểu điều khiển nước làm thành một cái lớp băng. Nước ở đậu, nước bao nhiêu? Mình đang lấy xô đi xách nước mà. À ok, rồi, cho là có xô nước đi. Lăn một cái, lăn một, đây, Rook là gì nhỉ? Rook là class gì? Class, phong cách chiến đấu là gì? Lăn một cái charisma check. Ok, check nhé, không phải save nhé. Sẽ bị trừ 2 thì vậy. 20. Rồi. Đấy là Rook đi đến đóng cửa vào và đổ nước lên cửa, đóng băng nó lại. Mọi người bên trong giáo giác, hả, chuyện gì xảy ra vậy? Rồi đóng cửa. Ông chủ ra xem. Mọi người làm gì tiếp? Lại đi ra này, vẫn xách thêm nước đi ra. Sớm thế. Ok, nước cho ngựa đây. Ôi, mày quá, đây rồi. Tôi đi vệ sinh ngay nhá. Đâu cái cửa ấy nữa ở đâu? Hai cửa sổ, 1 2 hai cửa sổ. Carol đâm xuống. Đi đến chỗ cửa thì thấy có người đang cố đẩy cửa ra. Ê, làm gì đấy? Làm cái gì đấy? Để yên cho con gái nhà người ta đi vệ sinh được chứ. Họ đẩy cửa chính, tavern. Và Carol muốn đóng cửa sổ mà để khó mở thì slide of hand. Oh shit. Tất cả người ở trong đều fail concept thuốc sổ. Yeah. Ok, đến lúc này thì người có gì đấy nghi ngờ, chủ quán bắt đầu chửi lên, tại sao lại đóng cửa này, sao cửa quán người ta lại không mở được, có đứa nào lấp ló cửa sổ đấy. Ê, tôi bạn ơi, tôi đang đi vệ sinh, bạn đợi tôi đi vệ sinh, sao phải đóng cửa sổ rồi, mà trong nhà có vệ sinh mà. Ui bạn ơi, trong đấy đang có nhiều người quá, tôi ra đây cho tiện đi đóng cửa vào cho người ta đỡ nhìn đi mà. Thế đây sao cửa chính lại đóng? Ông ấy đẩy vào nữa. Tôi không biết. Tôi chạy. Tôi phải chạy rồi. Mọi người muốn làm gì tiếp? Thấy cửa chính tôi bắt đầu bị lung lay. Ôi. Cái đốt dây ở ngoài chưa? Trên kéo kéo ra chạy. Để tôi đốt luôn cửa chính nhỉ. Do người nó chạy đốt đi phía khác. Ok, tôi sẽ đốt cửa chính. Bắn chưởng lửa vào cửa chính đúng không? Vâng. Cửa sau chứ. Bắn chưởng gì? Ông cửa sau thì cửa trước, ông ở cửa sau nhá, ông cửa sau nhá. Cửa sau chân đóng rồi. Đóng rồi. Nhưng mà chân đang cửa sau, ông muốn ra cửa trước là ông bật lên biến vòng đấy, phải đi vòng đấy. Ông này cái đầu. Joan đang ở bụi cây này. Tôi sẽ treo tường vào. Chân là cửa sau nhá, đốt cửa sau cũng được. Joan đang muốn đốt. Joan là ông nào? Joan ở đây. Ở đây, chỗ này.
Ok. Ông phải đi qua trước mặt hai đằng phải. Lại muốn dùng trường nào đã? Thì ông cứ đốt cửa trước đi, đâu có gì đâu. Đây anh recommend vì em là người mời. Em có thể dùng trường này. Bắn ra 3 tia lửa. Chúng ring ray. 120 feet luôn. Scorching ray. Lăn, ấn vào chữ scorching ray cho anh 3 lần. Yeah. Chỉ bóng đỏ lên ấn vào. Nó sẽ hỏi level mấy, ấn vào level 2. Scorching ray, ấn vào. Rồi, 2 lần nữa. Ok, lần 1 không trúng. Có vẻ như là bắn khá xa, nhắm nó trượt vào cái cột bên cạnh. Cái cột ở bên đây, chỗ nó bắt đầu hơi cháy lên. Lần thứ 2 trúng, tan băng ở cửa. Lần thứ 3 trúng, cửa bốc cháy. Bây giờ chúng ta đều lăn initiative. Có vẻ tất cả mọi người đã gần hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Những người trên xe cũng thấy tự nhiên có một thằng chui từ bụi cây ra bắn lửa vào. Ok, initiative. Trả lời. Ông phải ông phải ông phải ấn vào character, cái token của character của ông xong ông hãng roll nha. Thôi vậy hả? Thôi lỡ 6 rồi. Ông phải roll, ông phải ấn vào token thì nó mới hiện trên turn order, thì nó mới hiện trên cái bảng ở trên này. Yes. Rồi ông làm sao nữa? Bấm vào cái token của mình xong rồi quay lại initiative, quay lại vào cái tờ thông số ấn chữ initiative. Ok, đúng rồi, initiative. Nhấn vào cái token. Nó ra chưa? Rồi, ra rồi đấy. Ok, nó còn tái hơn. Ok, đi. Mọi người khác đã lên chưa? Carol có rồi, chân có rồi. Rook có rồi. Còn Yuan, Yuan cũng làm tương tự, ấn vào token của mình rồi mới ấn vào initiative. Initiative nó ở cái ô bên phải của ô giáp, bên trên của máu. Em phải bấm lại, em đang ở ô spell, em đang ở tab spell, em phải quay lại vào core. Cái token. Em bấm vào token của mình một lần rồi vào tờ thông số nhân vật của mình. Em đang ở tab spell. Em đang ở tab spell. Em vào lại tab core, nó ở bên góc bên trên bên phải. Em ở đâu? Ấn vào con nhân vật các bạn. Ấn vào tờ thông số nhân vật, em mở tờ thông số nhân vật đã. Vâng, em mở rồi. Em có thấy các cái phép không? Và mấy cái số, mấy cái nhiều phép ở bên trái đúng không? Em nhìn góc bên trên bên phải, có chữ spells đang hiện đỏ spell lên. Em ấn vào chữ core bên trái của nó. Rồi, em ấn vào chữ initiative ở bên trên của máu, bên phải của 18 armor class. 18 mới giáp đấy. To GM hả? Initiative. Bên trên cái số 24. Bên trên cái số 24 của em. Dạ. Ai, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Em đã hiện lên chưa đây? Có vẻ là qua cái bước đấy em bị ấn ra khỏi cái token của em rồi. Ấn lại vào token của em rồi mới ấn Initiative. À không, không, sorry, lên rồi, sorry, lên rồi. Sorry. Ok. Vậy trong D&D chúng ta chơi combat, cho những người chưa biết là chúng ta chơi theo phong cách lần lượt. Chúng ta cần phải có cái điểm initiative để xem ai hành động trước. Điểm cao hơn sẽ đi trước, điểm thấp hơn sẽ đi sau. Và chúng ta đã có từ cao hơn đến thấp hơn. Rồi hai tên lính, hai tên mạo hiểm giả bên trong lập tức chạy ra. Một tên thấy cửa cháy nên là chạy ra cái cửa sổ gần đấy, thấy khóa. Có chuyện gì vậy? Nó sẽ chạy ra cửa sổ còn lại. Nhưng mà cũng khá xa. Đây nào, đây là 25, 30. Đến đây. Lập tức thấy bên ngoài có một tên đang bắn lửa vào cửa chính. Hắn dash. Dậy đây. Ôi, hình như xe có tên nào mục kích đấy. Anh em ở xe thế nào rồi? Chạy đến đây. Carol, có dùng attack opportunity không? Có. Ừ. Attack of... Em có thể dùng đánh một lần. Dùng phản ứng này đánh một lần khi mà nó chạy qua. Chạy ra khỏi tầm cận chiến của em. Tức là em sẽ đánh... một vũ khí cận chiến nào đó của em. Em dùng được cả hai short word cùng lần không? Một lần thôi. Trúng. Anh làm từ từ. 19, 16, chứ không chứ sao được. À, lập tức nằm, đang chạy ra, bị ăn một kiếm vào giữa lưng. Nghe tiếng bên trong vào. Thằng Sơn sao rồi? Sao đây? Ổn nhá. Không có gì đâu. Rồi, thanh niên tiếp theo cũng lại chạy theo ra. Lại ra đấy, thấy cái xác đang nằm cạnh Carol. Thằng Sơn làm sao đây? Nó bị vấp thôi, nó bị vấp, nó đập đầu vào đá, không sao. Nó mất tí bê, để tôi bê nó cho. Lăn ra em cái deception. Tạm tin, nhưng mà vẫn có vẻ là ánh mắt nghi ngờ. Thanh niên này nhảy qua lửa luôn, ăn 1d6 lửa, 6 đam. Thanh niên này bao máu nhỉ? À, rồi. Chạy ra, đang nhìn về phía chỗ người bắn lửa, chưa nhìn sang bên trái. Có thằng nào nó trong bụi cây, anh em cẩn thận. Ok. Được, chạy ra đây là bao nhiêu rồi? 10. Dạy nghe đến đây. Dash. Thanh niên này ở trên xe và lấy một cái nỏ ra để bắn Yuan. Rook có
Rook có hiện tại đang cản trở thanh niên này bắn không? Hay là vẫn... ok, thế nó sẽ bắn với disadvantage tại vì có hostile creature đứng gần. 11, có trúng Yuan không? Khá chắc là không trúng. Muốn xem có trúng không thì so cái số nó lăn được với cái số giáp của mình. Nếu mà thấp hơn là không trúng, mà cao hơn hoặc bằng là trúng. Giáp của Yuan anh nhớ là 18 cơ. Rook. Hả? Sao có biết cái gì vậy? Kìa, nó kia. Vỗ vai. Ê, nó kia. Hả? Đâu nào? Đâu? Này cây kia. Thì tao đang bắn ở đấy mà. Rồi, Rook cái tên làm gì? Khó nhỉ. Đánh xe ngựa là mất cái gì không? Muốn lên ngựa để đánh thì lăn cho thiện một cái animal handling và tốn action. Mất action à? Action. Và bây giờ ngựa đang bị buộc vào cây nữa. Nên là đầu tiên là action để cởi chói cho ngựa. Và sau đấy là tốn một action nữa để animal handling, điều khiển con ngựa. Lấy con dao cắt cái dây buộc ngựa đi. Ok, nếu mà cắt dây thì thiện sẽ cho là chỉ mất thành bonus action thôi. Bắt đầu đánh quả xe ngựa lên trên tầm này thôi, lên đang chạy lên. Animal handling. Ô này Rook, cậu làm gì vậy? Cướp, chạy. Đợi mọi người đó chứ. 15. Điều khiển được ngựa. Cho nó chạy lên trên này, chạy xa có nhiều nhỉ? Di chuyển bản thân đi, rồi em sẽ cho người xe đi theo. Bằng mấy bản thân à? Lên đây. Tự di chuyển, rồi. Thằng kia vẫn ngồi cạnh đi. Đúng rồi. Ở đây từ, đây cố phương đã nào. Rồi, có vẻ là Rook đã mất cả hành động di chuyển và bonus action của mình. Nên là... Carol. Carol, nhân lúc tên kia vẫn đang cố gắng lôi cái xác kia mà. Rút hai thanh đoạt kiếm ra. Xin lỗi my friend, sức quá chém ngang bị vì tên kia đang không chú ý nên là có tính là ấy không? Advantage. Tính là một đòn bất ngờ. Lợi thế. Chiêu. Rồi, ngay từ phát đầu thanh niên... À, ngay phát đầu chưa? Chân đầu chưa đủ đâu. Phát thứ hai thanh niên nằm. Carol! Tại rồi. Sao? Bịt miệng, im lặng, xin lỗi, đây là nhiệm vụ của tao. Xong sau đấy di chuyển đến xong đến đo lại thì ok. Xong gào lên. Có mai không? Hai tên kia bị tên bắn chết rồi. Có mai không? Thanh niên này sẽ dương cung dương nỏ ra bắn Yuan. 22, hỗ trúng. Yuan ăn 5 đam. Piu. Yuan tự trừ vào máu mình. 24, bây giờ còn 19. Mến, nó bắn chân gì ta? Tên này vừa bắn nỏ vào em. Hắn cũng xem nào có đủ không, hắn cũng áp sát và sau đấy là lôi cái kiếm, cái đao của mình ra. Nhoan tầng hai, em sẽ dùng flaming spear để vào mặt cái tên vừa bắn của em. Flaming spear em sẽ cần một action để dùng và bonus action để lăn vào mặt nó, và thanh niên này sẽ lăn một cái dexterity saving throw. Okay. Fail. Em có thể lăn, anh xem đao flaming spear. Ừ, anh biết. Em lăn 2d6 đam lửa cho thanh niên này. Lăn bằng cú pháp gạch chéo R cách 2d6. Anh copy cái này nhưng mà bỏ dấu ngoặc kép của anh đi. Đây là đam lửa của quả cầu này. Gạch chéo R cách. Anh vừa viết đấy, copy nhưng bỏ dấu ngoặc kép đi. 11 đam, tên này bốc cháy, vừa chạy đến đang trên đà chạy thì Yuan với đưa một tay ra, quả cầu lửa hiện lên, đưa hẳn vào, đưa thẳng vào mặt nó. Cả người thanh niên bị chùm trong lửa cháy. Khi mà bước ra khỏi ngọn lửa thì đã thành tro và ngã quỵ xuống đất. Ngọn lửa vẫn còn và Yuan tên sau có thể điều khiển bằng bonus action. Vẫn còn hành động mà. Tên sau em có thể điều khiển bằng một cái bonus action, một cái hành động nhanh của em. Yuan có muốn di chuyển đi đâu không? Yeah, một tên em có thể di chuyển được 6 ô. Hiện tại có một tên ở bên phải em thì em có thể giết được nó được không anh? Hiện tại em đã dùng hết hành động của mình rồi, chỉ còn thể di chuyển thôi. Em sẽ chạy ra xe. Em sẽ chạy ra xe. Ừ, xe nào? Chạy đi em, tự chạy. Xe đá quý là xe nào ta? À, xe đá quý là xe Rook đang ngồi trên đấy. Xe đồ cổ là xe này, xe đồ ăn là xe này. Rồi em sẽ chạy đến xe đồ cổ và lái con ngựa. Em sẽ cần làm gì đấy để cắt dây ngựa và điều khiển ngựa, nhưng đấy sẽ là tên sau. Hiện tại em hết hành động rồi trong lượt này. Chạy ra đất nấp bà Phương. Chạy vào đây. Có thể chạy phải nhảy cửa sổ vào quán. Bạn đang cháy. Tao không bên kia. Ủa, Phương bên đó hả? Phương ở đây. Phương ở trong. Bên ngoài không? Cái hàng bên ngoài á. Thằng nào? Cái thằng mà ngồi trên xe là ngồi trên xe thứ nhỏ xinh xinh nhất á. À, đây là một thằng trông có vẻ là mage. Ừ, thì chạy ra gần gần đấy. Rồi. Xài rồi gần đấy, 30 feet. Em chạy được 40 feet mà. Ừ, khá chắc là mong có thêm tốc chạy bây giờ rồi, chạy được. Em sẽ sử dụng water whip là roi nước, múa quyền, bắt cái đứa này ra. Ok, nó phải lăn gì?
Xài 2 key point, nó lăng là fail save, chạm gì? Nó phải lăng dexterity saving throw. Nó lăng được 19. nhưng mà nó vẫn có đam. For additional, thì nó sẽ là cái đam của nó là bao nhiêu? Cái water whip của em đâu rồi? Gửi lên cho mọi người cùng xem. Đây. Water whip đây rồi. 3D10. 3D10, nhưng mà... Fail nó ăn nửa. Lấy một nửa, ăn một nửa đây em. Nhưng mà con bugbear có thêm cái... con bugbear thì nó thêm cái 2D6 đánh đầu hay sao á. Cái này không phải là attack roll. Nên là không được, ok. Thì bỏ qua đi. Thì ban lăn 3D10, dùng lệnh gạch chéo R cách 3D10. Này, thiện cũng biết cho, có thể copy bỏ ngoài kép. Không sao, 3D10. X. Ồ, đúng yếu rồi. Đều đúng yếu rồi. Thanh niên ăn 5 đam, có vẻ vẫn trụ vững, tốt. Bọn nó đông quá, chị Phương ơi, đúng rồi. Thanh niên này xem nào, có phép gì impactful ở đây không? Em là hết key rồi đó, còn một key. Còn một key. Còn một key. Sẽ cố gắng deal với thanh niên đang ở ngay đây luôn. À, không, Yuan đang lên một cái xe rồi, nó sẽ, đầu tiên là nó sẽ phải bảo vệ cái xe. Sẽ ngồi yên trên xe và hiện tại là sẽ lăn, sẽ dùng, thấy Yuan có vẻ là đang chuẩn bị dắt ngựa đi nên là sẽ cố gắng bảo vệ xe, nó sẽ dùng một cái phép lên người Yuan, whole person. Yuan lăn một cái wisdom saving throw. Wisdom saving throw nhá, là ở trong cái ô nhỏ nhỏ cơ chứ không phải cái số to. Số to về core. Về core. Về cái wisdom chỗ bên trái. Nó ở bên trái và nó có mấy ô nhỏ nhỏ. Em thấy có hai cái tick ở chỗ Wisdom và Charisma. Ấn vào Wisdom bên phải. Ở dưới cái Intelligence nữa. Ở dưới cái Proficiency Bonus. Em có thấy hai cái tick màu xanh nước biển không? Hai cái tick màu xanh nước biển ngay cạnh nhau. Một cái là Wisdom. Em đang là cái bảng thay bình thâu ấy. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, nó đó. Đúng rồi. Đúng rồi, 7 điểm. Em thấy rằng mình đang định với tới cái chỗ con ngựa để cắt dây. Tự dưng người khựng lại, không cử động được. Em đang bị paralyzed, là cứng đơ người. Có vẻ là do phép thuật của tên này. Và em, mọi người xung quanh nhìn sang, cái lửa của Yuan cũng lập tức tắt phụt. Nó bị đơ người. Hiệu ứng là em không thể dùng turn của mình và người khác đánh sẽ đánh Yuan sẽ có lợi thế. Còn một số cái nữa thì sẽ nói sau. Paralyze là cô Phương lập tức chạy ra, cũng chạy theo đường không được. Không chạy theo được cửa sổ được, rất gấp rồi, chạy qua lửa rồi. Chạy qua lửa thì Carol nó xả đất. Để sợ. Năm đạp, nhìn ngó lại máu cô này kìa. Đám lùng kè quá. Ra thấy Carol. Carol, chuyện sao rồi? Chúng ta bị phục kích, hai tên kia chết rồi. Còn cái xe đá quý đã có vẻ là Rock nó phản bội rồi. Chưa. Và có vẻ là khoảng 3-4 tên cướp đang đây. Cô cẩn thận. Mặt vẫn rất thánh thiện, kiểu hai chúng ta cùng phe. Chắc là khỏe. Cô sẽ chạy ra đây, còn đánh không? Không ạ. Bởi vì không. Bây giờ mà đánh thì em sẽ mất. Ok, vẫn đang muốn lừa tiếp. Rồi, thế thì cô sẽ tiếp tục chạy đến đây. Ok. Hết tốt. Hai thanh niên này đã chết để xóa khỏi initiative. Thanh niên này chạy đến chỗ của... vừa đủ ngoài tầm chạy của ông này. Vậy thì bắn cái cung vậy. Sẽ bắn cái cung đến... thanh niên này muốn bảo vệ xe nên là khá chắc là sẽ chạy đến hẳn xe. Rồi, chạy đến hẳn xe, dash 30 đến đây, xong dash luôn 5 feet nữa. Nhảy lên xe chỗ cạnh Yuan, nhưng mà Yuan thì bây giờ đang bị đơ người. Hết tơn. Thanh niên này anh sẽ cho lăn một cái insight để đọc vị Rook. Ok, đợi cô Phương nào, đi đâu mà vội vậy? Có thằng đang đến đi à? Để em cử xử nó. Lôi đao ra chém vào người chân. Okay. 21, 3 đam. AC 15, 3 đam. Ok, đấy. 1, 2, 3. Rồi, Rook. Bỏ này lại không nhỉ? Anh ưu tí. Bỏ đám này lại không nhỉ? Cái đống đá quý này mà chia làm phần thì như hơi ít. Lúc đang nghĩ, cái đống này mà chia làm 4 phần thì hơi ít. Anh quyết định chạy thẳng. Mà là... anh tự chạy. Là... tự di chuyển chạy. Không phải là... cho bước dash được đi 60 là gần như ra khỏi map.
sẽ cho đúng một tơ vòng nữa để mọi người phản ứng với cái hành động này. Nhưng xong đấy nếu mà không ai đuổi kịp thì chạy thoát. Xin lỗi nha mọi người. Ơ kìa. Không sống được lại. Tạm biệt nhé. Lúc này gã da đen to con hiện nguyên hình là một con thằng bốc bia lông vàng. Hẹn không sớm gặp lại. Không sao cả, chúng ta còn hai xe kia còn đuổi theo là được mà. Nào, đấy thôi. Lại còn hai chất xa. Nào, đợi nhau ở cảng đi. Đợi nhau ở cảng đi. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp nhau ở cảng. Tên mạo hiểm giả này, tại vì trước khi chạy, Rook có hiện nguyên hình và nói như vậy nên là hắn có nhận ra và sẽ đánh với một phát với cái đao của mình. Thì mà chạy ra chưa trên ngựa phóng quá nhanh. Caro Caro thấy cô Phương như thế thì liền chạy ngay ra sau lưng, chạy ra sau lưng cô Phương, xin lỗi quý cô, dùng hai phát shotgun của mình sực phát, cộng thêm dùng manual dancing attack, tức là khi cái nào dùng một vũ khí cận chiến thế em vừa gửi ở trên disarming attack. Ok, vào đòn 1 hay đòn 2 hay vào cả hai đòn? Đòn thứ hai. Ok. Tại vì đòn 1 là nghe có vẻ hơi trượt. Đòn 1 trượt rồi. Đòn 2 trúng nhưng mà không crit. Đòn 2 thì không có lợi thế nữa tại vì đòn 1 đánh là cô biết rồi. 18 trúng chứ không được lợi thế là crit. Strength saving throw. Ok, cho cái disarm. Strength save có là phải fail rồi. Thanh đoản kiếm của cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Choeng, cô nhìn lại ngỡ ngàng. Carol làm gì vậy em? Carol kéo vũ trùm đầu xuống. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau trong quá khứ. Có lẽ đây là tư thù cá nhân. Xin lỗi cô. Và đây cũng là một phần nhiệm vụ của tôi. Rồi, thế anh sẽ sau là Carol kiểu móc ngoặc cái kiếm, đoạn kiếm của cô móc ra xong rồi quay trên cái kiếm của mình. Rồi, nhét cái kiếm của cô ấy vào túi. Tại vì nếu mà để dưới đất là cô lại sẽ nhặt lại được. Kiếm của cô cho cô xịn này. Tôi xin nhé. Cô đang ngỡ ngàng, chưa biết nói gì. Carol có đi đâu nữa không? Carol xong rồi. Carol, em không biết là còn đủ của ấy không? Để thử phát. Em sẽ đi. Hình như là vừa nãy ở đây đến đây là cùng một trong hai ô này là cùng. Thế thôi, thế em không đi đâu. Em tới mình. Ok. Em dùng cả hai phát để chém. Yuan, đến trong hiện tại em đang mất lượt nhưng mà đến cuối lượt của em có thể lăn lại một cái wisdom saving throw nữa để xem có thoát được cái tình trạng này không. Lăn luôn một wisdom saving throw luôn đi. Lăn luôn đi. Em làm cái gì anh? Wisdom saving throw. Cái vừa nãy. Lúc nãy. Vâng. Mỗi lần này. Em cần 13 hoặc hơn. Wisdom saving. Oh, thoát rồi. Tuyệt vời. Em à. Quá tuyệt vời. Gồng mình một cái thoát ra khỏi tình trạng bị cứng đơ người. Nhưng mà đấy là cuối turn của em rồi, vẫn bị mất turn vừa rồi. Nhưng mà turn sau em có thể hành động, không bị. Chân. Chú này, cậu xe. Thấy là Rook vừa chạy với xe đa quý. Chắc là em sẽ chạy xuống đây để cắt dây ngựa. Ừ, bonus action. Em có dao. Okay. Có dao và em sẽ cố gắng, sẽ nhảy lên ngựa. Ok, với tốc chạy có thể nhảy được. Và được sẽ cần animal handling action. Để điều khiển con ngựa này. Animal handling. Cố lên. Chưa đủ rồi. Con ngựa lắc đầu ngoay ngoài. Nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Cố gắng quật chân xuống khỏi người nó. Đấy là bonus action và action rồi. Em còn muốn di chuyển nữa không? Em mới di chuyển được 25 feet, còn 15 nữa. Tại vì em là mong. Thì bây giờ em muốn đâu làm gì được nữa. Ok. Tạm thời đấy thôi. Mage này, thanh niên phù thủy này sẽ cố gắng cản Rook lại. Rook lại lăn cho tiện một cái wisdom saving throw trưởng tương tự dùng với Yuan. Đứng lại. Cần 13 hoặc hơn. Rook đang vừa mới quay lại chào mọi người xong tự nhiên thấy đơ. Mọi người tập trung vào đánh cái thằng kia, nó đã lấy xe chạy rồi. Cô Phương xem là cô làm gì đây? Mất kiểu mình đi. Cô ấy sẽ bước ra khỏi tầm của Carol. Carol có thể lăn một cái attack of opportunity. Ăn 6 đao nha cô. 6 đao. Cô sẽ rút cung ra. Vẫn đang bị sổ nên là bắn với disadvantage. Nhưng mà bắn rook thì lại được advantage, được lợi thế nên là nó hòa nhau ra. Nói chung là từ advantage thành không có gì. Ngay phát.
Và này trúng. À đồ. Và này trượt. Rook ăn 8 đam. Cung tên bay đến. Đáng hữu này. Cung tên. Phiu. Trúng vào phần vai. 9 đam. À 8 đam. Sorry. Cố dùng một cái bonus action. Lúc này là sẽ chửi Carol. Cô tưởng lấy được cái kiếm của tôi là sẽ làm tôi vô dụng ư? Nhầm rồi. Tôi vẫn có bí quyết đây mình. Carol lăn một cái charisma saving throw. Rồi xong rồi. Charisma là cái gì đấy mà Carol yếu nhất. Carol bây giờ rất tức tối. Có vẻ là máu dần dần lên đầu. Các cái đòn đánh tiếp theo và các cái saving throw, tất cả D20 mà Carol lăn cho đến hết lượt sau sẽ bị disadvantage, bị bất lợi thế. Carol, à con mụ già này, bà mày tha cho mày, mày không biết được. Mặt kiểu đang từ xanh ra lá cây bắt đầu chuyển sang hơi đỏ đỏ. Hơi hồng hồng. Siết chặt cái kiếm, bà mày ghim mày con ạ. À, thanh niên này sẽ đánh chân 2 phát, 1, 2. Một phát trúng, 6 đam. Ok. Thanh niên mạo hiểm giả này bắn với vào Rook, bắn advantage, trượt. Nhưng mà vẫn cố hối hả chạy đến, đuổi theo xe của Rook. Rook trong turn sẽ bị mất lượt, không làm gì. Nhưng mà đến cuối turn, lăn một cái wisdom saving throw nữa. Xem cô có thoát được khỏi cái phép thuật của tên này không nào. Giữ lại. Lần này không thoát được. Người vẫn đớ ra. Carol. Carol. Đức lái luôn. Ây, cái mặt của Vương. Bà mày tha cho mày, mày còn không biết được. Thật, sát, hài phát gì. Trong sự tức giận của mình, Carol không thể làm chủ được không làm chủ được cái độ chính xác của mình và chém 2 phát. Và cô Phương né một bên, né bên kia. Yuan, tình hình chiến trận có vẻ như là hai đồng đội còn lại đang đứng đây rồi, còn Rook thì đang chạy nhưng mà bị giữ lại bởi tên phù thủy này, pháp sư này. Tôi sẽ trước tiên là em đấm cái thằng còn lại vừa đấm em trước. Lăn cái vũ khí. Em sẽ dùng spell. À rồi, ok. Hiện tại em hết phép level 2 rồi, chỉ còn phép level 1 thôi. Burning Hands. Burning Hands, ok. Burning Hands là một phép đánh lan. Không. Cháy cái xe ngựa. À, ok, rồi. Em có thể quay ra bắn về hướng kiểu hướng này thì không trúng đồng đội và trúng vào xe ngựa. Em muốn đánh thế không? Trúng cái thằng này và trúng xe ngựa. Không, trúng xe ngựa. Ok, thế nên em có một cái phép là Bless, là phù hộ. Tăng cho độ chính xác cho đòn đánh của đồng đội. Hoặc là command là ra lệnh, để ra lệnh cho một đối phương làm gì đấy. Hoặc là em cũng có hồi máu. Em cái command này em có ra lệnh cho đồng đội không ạ? Cái này là ra lệnh cho đối phương. Đối phương sẽ phải dùng hành động của turn sau của nó để làm cái việc đấy. Đây là kiểu cái phép để hỗ trợ và kiểm soát. Rồi, em sẽ dùng command. Command, ok. Em, cái phép này là phải nói đúng một từ lệnh, một từ sấm sét để ra lệnh cho người khác. Em nghĩ cái gì mà chỉ có đúng một từ thôi thì chuyển khác dễ hiểu hơn đi. Ông chưa nghĩ ra được thì chuyển cái khác chuyển được. Bây giờ em phải nói đúng một từ mà cái người mà dính cái lệnh comment của em phải hiểu được. Đúng rồi. Anh sẽ là người suy nghĩ xem là cái từ đấy nghĩa common nhất của nó là cái gì, nghĩa bình thường nhất của nó. Và cái người mà chịu phép đấy sẽ cũng phải làm cái wisdom saving throw để kháng, có thể kháng lại. Nhưng mà lăn thấp hơn 13 thì nó sẽ kháng lại được. Từ của em sẽ là biến. Ông còn thốt đập đét này, đánh được mà, đánh xong mới fit được này. Rồi, biến vào ai? Vào cái thằng đứng cạnh hay vào cô Phương? Hay vào em thằng sẽ pháp sư? Vào thằng đứng cạnh. Ok, biến. Nó sẽ lăn cái wisdom save. Fail, có vẻ nó muốn chạy lắm rồi. Nó sẽ chạy trong turn của nó. Chân, Yuan có muốn di chuyển hay làm gì nữa không? Sorry. Bây giờ em ở trên xe ngựa, tính là em cũng sẽ lái chiếc xe ngựa này đuổi theo Rook, nên là thôi em sẽ bỏ qua được. Đấy. Ok, Trinh, muốn điều khiển ngựa lại phải làm cái animal handling nữa bằng action hoặc có thể làm thứ khác nếu muốn. Thôi đấm luôn đi, okay. Đấm luôn đi. Đánh ai? Đấm cái thằng kế bên em. Ok, đấm. Ôi, đấm. Em cho nó chạy rồi mà anh. Đâu, em fail rồi mà. Nó fail. Em fail rồi. Nó fail. Fail rồi. Wait. Nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy. Không không, đến lượt của nó mới chạy, đến lượt nó mới chạy. Ủa là sao? Là nó ý là nó fail hay là nó Nó fail, nó sẽ chạy. Okay, nó fail, ok. Nó sẽ chạy, ok. Vậy ra đánh thằng thôi đánh làm gì nữa, lái xe chạy đi. Lái xe chạy thôi. Lái xe chạy. Bỏ Carol lại đi anh. Thế đi animal handling. Bỏ đi, còn một xe không sao, còn một xe nữa. Không có xe nữa. Lần này thấp quá. Bỏ chứ đặc biệt.
Tước máy bò chi đây à? Vậy là không được rồi. Lần này lăn quá thấp, con ngựa nó đứng lên bằng hai chân trước, sau rồi thế là chân ngã ra về sau, bị ngã prone. Ồ vãi. Có thể đứng lên lại mất nửa tốc chạy và có thể di chuyển đi đâu đó nếu muốn, nhưng mà mất action. Chạy thôi, chạy đi, chạy qua bên này, chạy lên đây. Chạy 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 ngựa này khó qua ngựa kia. Qua ngựa kia. Có cắt dây không? Bonus action cắt dây luôn. Có đúng không? Bonus action có cắt dây luôn bên này không? Cắt dây luôn. Rồi. Lăn ngựa quay. Thanh niên này vẫn đang quá để tâm vào đánh rook, đây là vẫn chưa quay chân chân. Và rồi nó sẽ dùng phép Magic Missile, đang vẫn một tay giữ phép lên người để làm rook không cử động được, một tay kia ra ba cái phi tiêu màu xanh lá cây và bắn đến. Đây là phép Magic Missile. Phép này đang thấp nhưng mà luôn luôn trúng. Tổng là 9 đam. Rook nhận 9 đam luôn. Ba cái tiêu này như kiểu nó bắn vòng nhưng mà vẫn đến đúng chỗ người Rook. Rook có né nổi đâu. Đến hiện tại là Carol đã đánh lại bình thường rồi, không bị bất lợi thế nữa. Mà sao cô, nào? Cô Phương vẫn sẽ cố quyết định bước ra một bước, bước ra hai bước. Carol có thể đánh với để cô ấy tập trung bắn Rook. Này thì chạy bảy đam. Cô ăn một kiếm, máu phun ra từ phía mạn sườn nhưng mà vẫn cố gắng nhắm vào phía Rook và bảo vệ được xe. Hai phát này bắn thường, một phát chống ăn 5 đam. Phải là Rook ăn đạn tới tấp, ngay bây giờ đã bất tỉnh, ngất trên con ngựa. Cô sẽ bước ra chạy về hướng này. Tên này thấy Rook ngất rồi thôi chạy ngược lại vậy. Xong rồi. Không, thôi, hắn sẽ leo lên xe này và cố gắng ngồi trên xe để không cho ai đến nữa. Nhưng mà sẽ lấy cung bắn về phía ngược lại. Lấy nỏ bắn về phía ngược lại. Bắn về phía Carol một phát. Trượt. Rook lăn cho Thiện một cái death saving throw. Ok, Carol. Carol thì vẫn đang trong lòng cô Phương. Để mà Carol trong lòng vẫn như cô Phương. Để chạy ngay ra sau lưng. Chém thường. Ui rồi, ui rồi. Đi thương cục hơn thế. Xoẹt xoẹt, gần đất xa trời rồi. Nhưng mà chưa chết. Em có một action search không? Nãy mày nói gì cơ? Con đàn bà khốn nạn. Sao khốn nạn bằng cái được phản bội như mày? Đâu ai biết được. Đằng sau một lớp Dragonborn thao nhoáng của bay là một quá tối tăm kia. Ôi, này. Carol có muốn dùng action search không? Search luôn, search luôn. Thêm một action trong tên này. Search luôn, search luôn. Vậy là trong khi mà sự tức giận lại lên đến người Carol có hoang chém thêm một nữa cho cô Phương gục hẳn. Nhưng mà phát này lên chém trượt. Fighter search, action search được hai phát mà. Fighter level 3. Level 3 mới có một phát thôi. Cái kia là bonus action. Okay. Bonus action. Okay. Fine. Sorry. Yuan. Em có một cái với mình là Rapier. Em dùng nó để xuyên cái thằng bên cạnh em được không nào? Ủa từ từ. Sorry. Qua lượt nó rồi. Anh quên chưa rồi nó chạy. Qua lượt nó rồi. Đấy lượt nó chạy như này. Em có thể xuyên. Em vẫn có thể xuyên lúc mà nó chạy đi. Tại vì đấy là phản ứng của em. Đánh attack of opportunity. Cứ xuyên đi. Xin. Luôn chữ lên miệng. Phóng lợn đúng rồi. Rồi cái phóng lợn ra. Xin. Nhớ lớn. Ấn một chữ rapier ở trên. Hồ đó. Ấn một cái vũ khí á. Actually là. Rồi anh kéo tạm cái rapier vào chưa. Lúc mà em tạo nhân vật em chưa cho rapier vào người. Rồi nó sẽ ở dưới cái chữ scorching ray ở giữa ô giữa của em. Ấn vào chữ rapier. Chỉ vào đỏ nữa thấy. Nó cái ô giữa, nó ở giữa, dưới cái số máu của em, dưới cái ô mà có rất nhiều Burning Hand, Healing Word, các thứ ở dưới cùng sẽ là Rapier. Chỗ spell của anh? Không, quay lại kia. Cái ô ở chính giữa luôn, chính giữa, trên cái vàng, ngay bên trên cái vàng, ngay trên cái tiền. Đây, em thấy rồi. Ấn vào đây. Có hai cái Rapier đúng không anh? Cái nào cũng được. Cái 12, độ chính xác 12 thì lại trượt thằng này mất rồi. Ồ, man.
Bây giờ đấy là phản ứng của em ở lúc trước khi thằng này chạy. Bây giờ là turn của em này. Em muốn làm gì? Tất lực của em với turn. Em sẽ... Giờ thì em đi ngồi trên xe ngựa. Em phải lái con ngựa đi chứ đúng không ta? Rồi. Animal handling em. Lăn cái animal handling. Animal handling. Ừ. Ở đâu anh? Ở trong cái skill. Kỹ năng. Ờ, skill. Em bên trái á. Bên trái em. Dạ. Có thể search. Ai? Tìm nó... Ồ, anh cần 15 em ạ. Man, không có không sao. Rồi. Không sao. Có muốn di chuyển đâu không? Dạ, không, em vẫn ở trên xe ngựa rồi. Rồi, chân cũng đang trên xe ngựa kia còn lại. Đập thằng kia, đập thằng mate. Rồi, đập nó. Xài kỳ đấy, đập nó, xài gì á? Nấm xong rồi Flurry of Blow. Rồi, đấm nó 3 phát. 2 phát, ok, 3 phát. Đánh 3 lần. Rồi. 2 lần, 3 lần. 12 trúng, 11 trượt. À, 5 với 7, 12. Bạp bạp bạp, 12 máu. Thanh niên vẫn còn một ít máu. Mày tính số với tao. Rồi, mất phép tê người lên rút. Sẽ quay ra. Đánh tay bo. Nó ra ra. Chóng nhậu. Nó dùng phép. Nó dùng cái này. Chỉ có cái này thôi. Ui giời, 11 magic missile. 3 tia. Piu piu piu. Không sao, còn ngáp. Ờ. Còn thở. Cô Phương sẽ bước ra đây. Ôi giời, tôi dùng AOE. Là đánh chấu vào. Ồ, cô có thể dùng cái này. One per day. 2 lên 8. Cô sẽ thử dùng cái này. Cô niệm phép. Sleep. Ngủ. Lăn một cái. Không? Cái này là lăn đấy thôi. Đây là... Tổng là 23 lượng máu để ngủ. Cô sẽ cast vào cái vùng này. Chân lập tức lăn xuống ngủ. DC hả? Đó, cái sleep mà. Cái sleep. Đây là sleep spell. Và cái này là lăn cái lượng máu mà nó affect được. Thì lượng máu dưới 23 là nó bị affect. Em đang 28 máu. Không bị dính. Sau khi mà chân dính thì nó trừ 11 từ cái 23 máu. Nói chung cái spell này nó hơi lằng nhằng một tí. Hiện tại là chỉ có chân lăn ra ngủ. Mọi người có thể đọc ở bên trên, đọc tiếng Anh bên trên nếu mà muốn chi tiết hơn. Và cô lại chửi Carol lần nữa. Vậy xem mẹo mẹo đào, cắn mẹo đào. Làm cho anh một charisma save. Đây là lần cuối cùng cô chửi được trong ngày. Cha tật Carol ấy. Nát 20. Được rồi. Khá lắm. Khá lắm. Carol khá lắm. Phản ứng thế nào trước lời chửi này? Carol kìa. Bủi vải. Con tốn nào sủa ấy nhỉ? Cái gì đấy? Thanh niên này lập tức chạy lại hết tên. Thanh niên này bắn Carol, trúng 2 đam. Rook, death save. Em dùng Barry để ấy giảm đam được không anh? Được, dùng phản ứng của em. Lăn một đêm mấy cộng dex ấy, nhưng mà sẽ giảm được cái đến không. Rook đang bị 2 death save. Fail. Carol. Em dùng, em sau khi ăn phát kia thì em dùng Barry để em đỡ. Ừ, đúng rồi. Không ăn đam nào. 15, anh Khoang bảo gì? Trước 15 à. À thế à? Phát trước 15 đấy ạ. À phát trước 15. Ờ sorry. Thế là một success, một fail. Carol. Carol thở dài. Cô Phương à. Đây. Trước thì đang nói. Có lẽ là lần cuối ta gặp nhau. Thộp cái chắc vui lắm. Vẫn chưa chết. Vẫn đứng. Ôm một sửa. Dài thế. Người ông trượt một phát rồi. Bà đã nói hết đi. Nói hết đi. Nói. Doan. À rồi. Sorry, miêu tả đi. Em đâm kiếm đấy xuống. Ờ. May cho cô bị phát thứ hai trượt đi. Vẫn còn chút hơi thở cuối cùng. Yuan. Quyết định đâm cho nó một nhát. Rồi, đâm đi em. Em dùng Raviel. Lăn. Chúng rồi, 7 đam. Đâm xuyên qua giáp của nó. Khá đấy. Mọi người nhìn quanh có vẻ như là hiện tại là còn cô Phương với hai mạo hiểm giả giỏi nhất đang đánh ở lại cố trụ mọi người. Còn những bọn khác là... vẫn còn một thanh niên ở cạnh... ở cạnh cơ thể thi thể của Rook, đang hấp hối của Rook. Thi thể thì nó nặng quá anh. Thân thể cái của kẻ phong đang ngủ. Ok, actually mọi người phải gọi dậy mới được, hoặc là ăn đam mới dậy được. Thôi ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi. Cái spell đấy nó sẽ mất khi cô Phương chết đúng không? Không. Hết sau khi 1 phút. Ừ. Hoặc là ông cố chạy vào chỗ tôi, ông lắc tôi dậy, ông lay tôi dậy.
để tôi làm cái đơn giản hơn, để tôi giết luôn cái người béo xong rồi tôi lắc ông dãy nữa. Này sao là không condition, nó là sẽ effect rồi. Thanh niên này nó sẽ muốn cố thủ trên xe nên là sẽ không di chuyển. Hoặc là sẽ spell này mà work có thể là tình thế nhưng mà khó. Tôi thử thanh niên pháp sư này quay người qua và cô Carol, chẳng lẽ tất cả những gì đều là giả dối sao? Cô nhìn sang, chúng ta là bạn cơ mà. Charm person. Xin lỗi, trước đồng tiền thì ai cũng là, thì ai cũng phải trở mặt mà. Wisdom save được mà. Carol lăn một cái wisdom saving throw, advantage, lợi thế. Wisdom. Cố lên, save được, không sao. Qua rồi. Ấn rồi. Đồng tiền. Easy. Qua cả hai cơ nó mới đầu ấy. Thầy niên pháp sư nhìn bất lực. Cô Phương dùng chút sức lực của cô. Anh nghĩ xem cô này là người, cô sẽ dùng một phát sleep nữa lên người Yuan. Yuan thì yếu lắm rồi. 22. Yuan nằm xuống ngủ. Chỉ còn cô thôi Carol. Cô nghĩ cô sống sót được sao? Carol kìa, nhìn trông kìa. Bàn tay này đã từng giết tiểu đội 5-6 người trong một lần. Thì cô nghĩ ba cái tên tôm tép này có là gì? Cô có thể sẽ hạ được tôi hôm nay. Không toàn mạng nữa đâu. Mạo hiểm giả toàn là những người tận tay lựa chọn. Tôi lựa chọn. Cái thể loại mạo hiểm giả mà cô chọn ăn một đống của người bên tôi nằm ngất ra đấy. Carol kiểu cười kinh bỉ. Ok. Em, cậu Lâm, cho nó thấy. Đánh hai lần. Pack tactic, advantage. Trượt. Bạn... Cái là gì vậy? Carol kiểu. Ủa, còn ai đang ngủ không vậy? Sao có sleep ở đây? Hai người ngủ. Cái pha này trộm 6 đam. 6 đam cho Carol. Rock làm cái death save nữa. Có rồi Rock. Đây là 2 fail. 2 fail 1 success. Carol. Carol. 6 máu. 1v3. Em biết là người ở đâu không đấy? Sát. Trẻ mai. 14 đủ vào cô Phương ngoài. Em phải quyết định trước khi biết em muốn đánh em vào ai. Em sẽ đấm phát đầu tiên vào thanh niên vừa đánh em. Và phát thứ hai sẽ vào cô Phương. Không chắc là nó đủ để chú. Phát đầu trúng thanh niên kia. Phát sau trượt cô Phương chỉ một gang tấc. Ôi giời. Carol lại tiếp tục. Nhìn cô Phương khinh bỉ, cái tên mạo hiểm giả của cô chồng cũng xịn đây, cũng chỉ là tên tôm tép. Kiêu ngạo quá nhỉ, đây sẽ là sự kết thúc của cô. Yuan đang ngủ, chân đang ngủ. Cái điều cháu ơi. Quyết định tactic của bây giờ là của Carol hết. Carol có gọi một người dậy không hay 1v3 là quyết định của Carol. Nó dùng 2 magic missile. Một trong cơ sở này. Thanh niên sẽ dùng một cái phép phép dùng mana cuối cùng của nó. Magic missile một phát nữa vào người Carol. Xem được bao nhiêu. 8 đam. 8 đam không né được đúng không? 8 đam không né được. Không né đâu. Nào đấy. 8 đam là em còn 10. Em 22 là còn 8. Rồi, cô sẽ dùng cung bắn với disadvantage tại vì đứng gần, cô không muốn chạy ra. Hoạt động disadvantage 15 một trúng không? Giáp của em là 13. Vậy 15 trúng 7 đam. 13 một trúng 13 trúng 7 đam nữa. Vừa hit luôn. Gặp rồi. Rồi xong KO. Ngủ. Dậy ông cháu ơi. Vậy thì thanh niên này sẽ chạy đến chỗ chân đánh với advantage tại vì đang ngủ, bây giờ hạ gục thôi, đánh hai phát. Nếu mà đánh như thế sẽ đồng nghĩa với việc là phải tỉnh lại. Đúng rồi, nhưng mà sẽ ăn đam trước khi tỉnh lại, bắt đầu trượt, advantage vẫn trượt thằng này khi mà có áp lực là không phải. Ngủ rất ngon. À không, chỉ 19 trúng, lăn thêm crit 1d6 nữa, tại vì phát crit lăn thêm 1d6, 10 đam. Không, 19. Tỉnh dậy với 1 đam, tỉnh dậy với 1 máu.
Thì dạy với môn máu. Niềm hy vọng. Tại sao gọi em chưa dạy đi? Có nhiều hy vọng. Last hope. Last hope. Ông ơi, đi ra ngoài phòng đấy là anh đập. Thanh niên mạo hiểm giả ở đây đứng quá xa, không biết là chân vẫn còn sống. Tạm thời là đứng né, đang điều khiển con ngựa. Rook lăn một cái death save nữa. Là Rook về. Rồi, 2 success. 2 success, 2 fail. Rồi. 10 là đủ cả. Vẫn nằm đây mà đúng không? Hay là sẽ được đứng? Success, 3 success thì... Mới tỉnh, vẫn nằm, mới hôn vào. 3 success. Actually, tôi thích cái cách luật của ông Money Johnny. Cho đứng một máu nhưng mà bị disadvantage tất cả thứ. Có nát 20 thì đứng một máu bình thường. Carol, death save. Death save. Cái death save của em nó nằm ở đây. Một fail, tự tích vào cái fail. Yuan đang ngủ. Chân, một máu. Đứng dậy. Gọi dậy đấy. Gọi em dậy. Disengage gọi. Khoan, nếu mà disengage thì gọi ông kia với bonus action được mà, phải không? Được, cho. Cho đi. Disengage, bỏ ra đây. Lay dậy. Bỏ ra. Lay, dậy đi ông cháu ơi. Thanh niên rồi, healer dậy rồi. Núp sau lưng ống. Núp sau lưng ống. Núp sau lưng ống. Ok. Khoan, mình có tóc chạy mà còn chạy được nữa không? Vừa nãy phải đứng dậy từ lúc nằm. Để đi. 20 hết okay, rồi. Từ, vẫn chưa đến turn healer. Ôi dồi ôi, xa còn quá. Còn phải 2 turn nữa. Xa lắm. Turn của Yuan ngay trước turn của chân luôn. Unfortunate. Cố thủ, còn sống được, không sao. Ngủ đi bây giờ mà cứu được Carol hoặc là cứu được... Rồi, thanh niên pháp sư này vẫn sẽ chơi đúng là sẽ ở trên xe, cố thủ bảo vệ xe. Nhưng mà hết phép để đánh xa rồi, nên là sẽ không đánh được. Là vậy đi, ông cố ông chạy ra, ông heal ông và Carol đi. Cô Phương với xuống lấy cái kiếm ngắn của Carol, chạy được. Bước ra đây. Chờ bẩn thế. Carol đã lấy kiếm của cô. Cái bọn cướp tụi bay, chắc là cái bọn cướp 40 tên đây đúng không? Bất ngờ chứ bà già. Có nghe rồi. Cô đánh 2 phát. 1, ui rồi trúng 5 đam. Ui rồi trúng 7 đam. Kinh thế. Gần ngất thôi. Hiểu đi. Mất 12. Còn 7 máu kia. Cố hưu cho một bạn ở đấy đúng đáng đấy. Thanh niên rồi, thanh niên không làm việc được gì vì áp lực. Xem nào, cũng 2 phát lợi thế. Sao là lợi thế nhỉ? Bạch tắc tích 17 rồi. Không, 17 không trúng, 17 không trúng, 18 cơ. 21 trúng. Cứng thế, cứng thế. Thôi, hình như là hết máu rồi đấy. Gì hết máu rồi hả? Lẹ rồi. Sao còn chân cố lên. Cảm ơn cấp 15 rồi. Cảm ơn. còn gì không? Còn gì xài không? Còn gì xài không? Rook đẹp xếp cuối cùng. Rook đẹp xếp cuối cùng. Tỉnh dậy với một máu. Tất cả mọi thứ bị advantage, disadvantage. Tất cả mọi thứ bị bất lợi thế. Nhưng mà tỉnh dậy với một máu. Vẫn dùng turn của mình được. Bất ngờ tỉnh dậy. Thấy mình vẫn đang ngồi trên ngựa. Nhưng mà bên cạnh có một thanh niên. Nhìn ngó xung quanh. Thấy có vẻ đồng đội đang sấp mặt gần hết. Bên cạnh hòn đá anh gì không? Có. Bên đường đánh điều ăn nhiều. Capatut level 2 luôn. Rook là sorcerer, ok. Vào ai? Vào thằng này. Ok, có muốn tìm hướng như thế nào để nếu mà trượt thằng này vẫn trúng thằng khác không? Trúng thằng đằng sau không? Muốn tìm hướng như nào không? Vẽ cho em một cái đường thẳng. Không đến. Xem này, phép này bao nhiêu nhỉ? Phép này cái hòn đá nó bay được đến bao nhiêu? Không nhiều lắm. 60 hay 90 feet gì đấy. Cái mạnh của cái phép này là chọn một cái đường thẳng, nếu mà trượt thằng này có thể trúng thằng đằng sau. 60 feet này, bay được 90 feet rồi. Cho là hòn đá. Nếu anh chọn đường thẳng này thì trượt thằng kia có thể trúng thằng pháp sư. Nó chọn đường thẳng này thì trượt thằng kia có thể trúng cô Phương. Cô Phương, chỉ cô Phương. Chọn đường thẳng này thì có thể trượt thằng này nhưng mà trúng thằng thằng fighter này. Cô Phương. Tùy nhá, vẽ một cái đường thẳng cho em. Nhưng mà chọn một số chỗ có thể, nếu mà trượt hết mọi người lại trúng chân.
được được chơi đường nghỉ chơi hai đứa đi chơi với anh chơi kỹ với bác. Đây đây nếu mà muốn chọn đường này thì đi qua cả thằng kia, cả thằng pháp sư, cả cô Phương, cả Trân. Được chơi risky rồi. Bây giờ đúng rồi, bây giờ phải high risk rồi. Thằng này thế nào? Thằng này qua. Rồi thằng pháp sư hòn đá bay tiếp đến thằng pháp sư. Thằng pháp sư trượt rồi lăn đam. À thằng pháp sư trúng nó lăn đam. 3D8. 3D. Đây, đây là này. 3D8. Đây em copy rồi. Có thể copy cái này. Level 2 đúng không? Dùng được level 2 thì thêm 1D8 nữa là 4D8. Đúng rồi, vừa nói là level 2. Level 2 là 4D8. 4D8. Hai cái kia mà 18. Miêu tả đòn cái lưỡi thằng này. Bỗng nhiên anh thấy support đến hòn đá dưới đường thì anh cắt phép Kabatut vào, tuy là trượt mục tiêu anh đã định nhưng mà may mắn làm sao hòn đá bay thẳng vào đầu thì pháp sư và nổ tung. Rách đầu chảy máu, lập tức ngã xuống. Còn ai nữa vậy? Mọi người giáo giác nhìn. Thằng này cũng nhìn, vừa mới có một hòn đá vút qua tay. Thằng này vẫn còn sống, thằng này vẫn còn sống. Rook có muốn di chuyển gì không? Nhưng mà bây giờ di chuyển là dễ bị ăn đánh này. Hay là đứng yên và cố gắng chờ cầu may. Từ từ. Anh là Storm Sorcerer đúng không? Đúng rồi. Anh có cái này. Biết rồi nhưng mà có nên bay ra ngoài map được không? Bây giờ nhiệm vụ này thấy ác liệt quá. Tùy anh. Chạy ra ngoài map là thoát được không? Không, bây giờ hỏi anh hỏi là bây giờ chạy ra ngoài map là thoát được không? À không, không, nó vẫn sẽ đuổi theo, phải chạy đủ xa. Nó vẫn có cung. Em sẽ tùy quyết định. Chạy em ngó phát xem anh còn phép gì không nhỉ? Phép nào person nữa. Không có phép bonus action rồi. Anh có invisibility này. Nếu mà có action để dùng. Hẳn đấy. Vâng. Nếu mà anh chạy 10 feet bằng bonus action rồi chạy 30 feet nữa thì thằng này sẽ không thể đuổi kịp, hoặc là nó phải dash theo, hoặc là nó còn anh có thể nằm xuống để tránh tên tốt hơn. Nó, khi mà bắn tên vào người đang nằm mình sẽ bị disadvantage, bị bất lợi thế. Hello. Ok rồi. Nhưng phải chạy theo hướng nào để thằng kia không đuổi kịp cơ. Em có thể chạy lên trên và em sẽ coi là đến một chỗ nào đấy ở bên trên. Anh sẽ di chuyển được tổng cộng là 40. Từng tất cả lợi thế có thể vì cố. Carol Death Safe. Đang định dậy đi. Mình làm. Success rồi. Yoan Death Safe. Yoan Death Safe. Bây giờ tất cả mọi người cứ lan Death Safe thôi. Yoan lăn xong rồi đến chân. Chạy đi ông cháu ơi. Từ từ. Yoan có biết Death Safe ở đâu không? Biết ạ. Bấm vào đấy. Không có thể. Có thể liều đánh trên ngựa đi. Nghe dưới cái máu luôn á. Nghe dưới cục máu á. Vâng. Ấn vào chữ Death Save. Ông chân ơi. Rồi. Ông có thể liều đánh cái xe ngựa chạy đi. Chân. Một máu. Em sẽ... có thể liều đánh cái xe ngựa chạy đi rồi. Em xài Dodge rồi chạy đi. Ông liều okay. Đánh xe ngựa đi. Đánh xe... Chạy đi. Chạy vô trong nhà. Kiếm đồ. Xe ngựa. Nó đang cháy. Nó hết cháy rồi mà. Nhưng mà hồi nãy anh nói hồi nãy là cái scotchy gì mà hết cháy rồi mà. Cái cửa nó vẫn cháy, cái cửa mấy cháy mấy người ở mấy người nhưng mà cái cửa vẫn cháy lan rồi, nó cháy lan mà. Nó cháy lan nữa. Mấy người vừa chạy qua cửa là anh đang lửa mà. Vậy chạy đi đường này. Anh nghĩ đến lúc này là cả cái nhà đang cháy đùng đùng rồi, mình tránh đâu đến giờ rồi. Vậy thì chạy vô đây. Núp. Đâu ra đâu chỉ đâu? À, hoặc là tự di chuyển đấy. Tự di chuyển ra đấy anh sẽ kéo vào đây được không nào? Rồi được rồi. Em xài cái đấy là 50 rồi, 40 thôi. 40 thôi rồi. Thì em xài dodge xa nữa đi, dodge hết đi, thành cơ đi. Đây đến ở đây thôi này, thành đã chết rồi, giết được một người thì tên ăn thôi rồi. Cô Phương sẽ bắn hai phát cung vào, bất lợi thế, trượt. Thanh niên này cũng sẽ bắn một phát nỏ. Chưa. Chạy. Rook có đang nằm xuống đất để tránh tên không? Rồi, đang nằm bất đắc sự nằm đi. Rồi. Bòi, đúng rồi. Chưa. Hết máu rồi, đang bò đúng rồi. Đang bò. Fortnite moment. Rồi, Rook là gì? Nhìn Infinity, vẫn còn một cái level 2 nữa. Rồi, tàng hình. Tự nhiên phục, thằng kia đang đuổi nhiên phục mất, biến mất.
biến mất. Vẫn sẽ phải cố trốn nhá, tại vì invisibility hiện tại chỉ không nhìn thấy nhưng mà vẫn có thể gây tiếng động và vẫn có thể có vết máu. Ừ. Cho đến khi anh dùng hành động để lăn một cái stealth thì nó vẫn sẽ lần theo vết máu và đi theo tiếp. Nó phải chạy ra đây mới lần được đúng không? Đây thì nhìn thấy, nó phải chạy ra đây đó. Nó đi theo đúng vết máu mà anh để lại dưới đất, đúng cái đường mà anh vừa đi. Next đi. Carol, death safe. Death safe, death safe. Cố lên. Tỉnh dậy đi. Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi. Dậy chưa? Sáng chưa? Cố lên. À, mấy success rồi, mấy success rồi? Hai success, hai success. À, hai. Yoan. Cố lên, dậy đi. Rồi chân. Dậy đi. Phải dậy thôi. Sáng chưa? Trời sáng rồi. Death safe. Death safe mà. Rồi. Rồi chân. Một kêu. Hai ạ. Hai thanh niên đang đuổi. Chạy tiếp. Chạy tiếp. Chạy câu giờ đi, chạy câu giờ đi. Tỉnh dậy phát là chúng nó tới câu chuyện. Dodge. Rồi. Em dodge tiếp. Em rừng. Là biển phức. Chịu, trượt trượt. Mày cũng chịu, trượt. Quế quá kinh. À, đấy. Cô ơi không, thanh niên này sẽ, cô Phương sẽ bảo lại. À không, từ từ. Chỉ thanh niên này đuổi thôi, cô Phương sẽ ở lại để canh xe. Lần theo vết máu. Dash. Va vào cái gì? Rogue. Invisibility vẫn còn đúng không? Đúng, vẫn còn. Không đánh cho mình đúng không? Thì trốn, phải trốn thôi. Nếu mà có cách nào mà đánh được nó có thể chết. Nhưng mà dùng trưởng gì là sẽ mất invisibility nhá. Nhưng mà chạy nó không đánh cho mình đúng không? Không đánh được. Bảo mưa. Đấy. Được. Đánh tranh lượng có mất không? Bây giờ đánh tranh lượng của Hàn Linh. Đủ, vừa đủ. Chạy. Bây giờ cho xe ngựa chạy được không? Chạy qua map được, chạy hết map được không? Rồi, sẽ bây giờ cho xe ngựa chạy được ra khỏi map. Phát sau nó sẽ cố bắn nỏ vào cái vị trí ở trên ngựa một lần. Carol. Chạy đi. Một máu và tất cả mọi thứ bị disadvantage. Carol rút thanh long bow ra, nhìn về cô Phương phun phát như mà trượt. Ủa, sao bọn này sống dai thế? Một là bị hai cái fail. Mấy cái fail rồi em? Đi luôn. Đấy, đâm rồi đấy. Ba fail rồi. Ba fail. Ba fail á. Chuẩn định quá rồi. Chút hơi thở cuối cùng. Em chưa di chuyển, em di chuyển lên đấy luôn. Ok, chân. Chạy luôn, chạy khỏi map. Chạy khỏi map thôi chứ bây giờ làm sao nữa. Chạy là thử sát. Cũng chạy với lại dodge. Ok, chạy khỏi map. Cô Phương thấy Carol đã tỉnh lại bắn cô, nên là cô sẽ bắn hai phát về phía đấy. Lần này nằm là sẽ nằm hẳn luôn. Chứ không có death save nữa. Cô thở hồng hộc. Carol cũng vừa bỏ lên ngựa thì một mũi tên bay đến từ phía cô Phương. Thực ra Carol có thể lên ngựa và đánh chạy đi rồi nhưng mà không. Đánh rồi. Không sao. Chơi vẫn khá đúng với nhân vật. Vẫn là tức cô Phương nên là bắn. Disadvantage, trượt. Chân chạy khỏi map, đã chạy khỏi map. Thằng này bắn nốt vào cái chỗ trên ngựa, có vẻ như là có ai đang ngồi trên đấy mà không nhìn thấy, sẽ bị disadvantage bắn. Trượt. Và đến đây chúng ta sẽ dừng cái one shot này lại. Kết quả hiện tại là cũng có vẻ là ngã ngũ. Chân là đã chạy vào lại trong rừng, tiếp tục chạy vì với cái tốc chạy của mình mọi người không thể đuổi được. Và trong rừng quá khó bắn tên, mọi người cũng không thể truy sát được nữa. Hai tên cướp là Yoan và Caro đã bỏ mạng ở đây cùng với rất nhiều mạo hiểm giả chúng đã giết được. Rook làm gì với cái xe đá quý này? Như đã nói, anh ta lại trở về biển cả để đi bán đá, đi mua tàu và cửa làm nghề cướp biển. Cướp cạn, anh ta đã qua trong mấy cái cướp cạn này rồi. Về lại cướp biển thôi. Cướp biển rồi, cướp cạn này nguy hiểm quá. Vậy là trong nhóm mạo hiểm giả của chúng ta, bốn người làm việc cùng nhau, chỉ còn Rook là có được mấy cái kết nhiều tiền và đạt được mục đích của mình. Có chân quay lại cái hang ổ băng đảng 40 tên cướp của mình cũng bị chửi cho tối tăm mặt mũi. Hai người bạn còn lại về với tổ tiên, về với kiếp sau. Có thể
vào một cái kiếp nào đó đầu thai thì sẽ lại là những cái tên cướp lành nghề hơn và cướp được nhiều tiền hơn. Nhưng mà đó là một câu chuyện cho một những thời gian khác. Rook có thể được xuất hiện trong Avenger. Ok. Haro đang đi ăn quả. Có một cân ba thì ăn quả. Một đống sát thương vào mặt thế. Ôi da. Mấy ông đánh bài, đánh ba xe luôn hả? Đánh ba xe luôn. Ba xe mà, đánh ba xe. Ba xe hả? Có đáng lẽ đánh một xe xong chạy thôi. Rất là nói chung là cho tiện cái bạn thì hy vọng là cái one shot này mọi người chơi là cũng có cái vui là trong cái việc mà lên kế hoạch và trải nghiệm cái kế hoạch đó đổ vỡ. Giống như tất cả mọi loại kế hoạch trong D&D đều có cái phần nào đấy nó đổ vỡ. Trong cái one shot này thì hy vọng những người cũ thì chơi là cũng có một buổi tối hẹn chơi với nhau vui vẻ, những người mới thì cũng có phần hiểu thêm về D&D. Và nếu mọi người quý và muốn ủng hộ những gì Thiện làm thì như là dẫn one shot, làm content, làm YouTube với cả làm cái kênh cộng đồng Discord này, có thể ủng hộ Thiện ở Patreon hoặc là YouTube membership. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và quan sát là chính thức khép lại. Mọi người nếu mà muộn rồi có phải đi ngủ thì có thể là off, không vấn đề gì. Còn nếu mọi người muốn ở lại bàn tán suốt về cái sự bất ổn vừa rồi thì có thể. Anh em ngồi đây nói chuyện suốt nhỉ? Thôi gì? Có ông nào ở? Có gì phải buồn cả. Kế hoạch nào cũng sẽ có đổ vỡ. Thực ra là do anh em cũng hơi gọi là có gì đến nó hơi tham đợt. Tại vì nếu như chỉ là cướp xe đá quý thôi thì nó đã hoàn thành rồi, là anh em có thể bỏ chạy ngay lúc đấy rồi. Suy nghĩ lại theo như kế hoạch ban đầu thì nó là muốn cướp cả ba xe, nên là lúc đấy sẽ có suy nghĩ nổi lên trong đầu, sẽ hơi tham muốn tiếp tục đánh tiếp để giết. Bởi nhìn trên mặt trận team mình có rất nhiều máu, mà team bạn chết gần hết rồi, còn có mỗi cô phương ngấp ngoài rồi, xong thêm hai tên kia. Nhưng mà phát đấy là không nghĩ là cô Phương roll cao đấy. Phát đấy là rất là một cái series rất là không may, vừa đánh trượt và vừa cô Phương cũng lại đánh trúng. Thực ra thì cái cách mà Thiện thiết kế cái combat này là nếu mà đánh thẳng, đánh trực diện là khá chắc mọi người sẽ thua. Tại vì kẻ địch Thiện thiết kế là mạnh hơn mọi người một chút, phải có các kế hoạch, phải có kiểu chia lẻ ra đánh thì mới được. Nên là cái phần lên kế hoạch cũng khá là quan trọng. Thì cái đấy là từng nhóm chơi sẽ có những kế hoạch khác nhau thôi. Đấy, tôi bảo là chia lẻ ra. Tại vì ngay lúc đầu hai con kia bị thiên quá dễ, nên là sẽ có suy ngay từ ban đầu. Cái giản này chắc là cũng chỉ lẹt đẹp tầm đấy móng. Không, nó toàn hơn hai tên cuối nó đâu đấy, nó em thấy xưa xưa khoảng hơn 20 bóng. Cái đấy anh nghĩ là anh cần miêu tả kỹ hơn. Tại vì anh đúng là có thiết kế cái combat này là cho những cái bọn mạo hiểm giả mà trông cái hình này thì là cái bọn lâu la, rất là ít máu. Còn những cái người, ba cái người chính là sẽ nhiều máu hơn cả, mỗi người một xe đấy. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ cần miêu tả cái đấy kỹ hơn, là ba người này trông, có thể là miêu tả ba người này trông kỹ năng hơn hẳn, kinh nghiệm dày mình hơn hẳn. Đấy cũng một phần là thiếu sót của anh. Sau khi end game thì em hỏi máu cô Phương là bao nhiêu được không? Máu cô Phương là 44. Máu của... 44 mà. Sao? Máu của thằng Fighter là 32. Máu của thằng Pháp Sư cũng là 32. Thằng Fighter nhiều giáp hơn. Thôi chịu. Chịu thôi. Pháp Sư gì 32 máu vậy? Thiện để cái giáp của nó thấp thôi. Ngay cách thiết kế thì như vậy cho đơn giản. Tôi đã nói mọi người là tiền kiếp của ông Dịch ông đã từng đánh rồi và ném thua. cái tiền kiếp của tôi nó ăn có vẻ là ăn đậm hơn khá nhiều. Phát đấy là cái kết nó đẹp hơn. Tại vì thế nên mới có cái cảnh đầu là tôi đã recommend cho mọi người đánh cái cầu, bởi vì nó dễ nhất. Nó sẽ dễ cho người mới bắt đầu, bởi đánh cái cầu bạn chỉ việc chặn đầu cái ấy thôi, và bạn lo những người còn lại, bạn chỉ việc chặn bớt một xe và bạn đã bớt đi được một phần lớn kẻ thù. Không sao, mỗi cái nhóm chơi là có một cái cách chơi, và mỗi cái kể cả cái nhân vật, cái cách chơi, cái nhân vật của từng người, tính cách nhân vật nó cũng có ảnh hưởng ở đấy nữa. Không có đây gì cả. Thì đấy là cái cách mà xử lý của mọi người thôi. Hôm nay câu gì mà tiền. À sao? Nãy có ai hỏi câu gì tiền nhỉ? Tiền hả? Cái gì mà tiền đối với ai cũng quan trọng nhỉ? Thì tôi nói cái gì mà trước trước đồng tiền thì
ai rồi cũng lật mặt thôi đúng không? À, ông có thể vô ông coi cái link tôi mới gửi cái chat của dạ cô Nick là bài giáp đó dành cho ông. Giờ tôi không check được. À, cái link Facebook là gì đấy? À, nó là một cái link của một bài hát anh bị được cắt ra rồi. Em ngủ trước nha mấy anh. Ừ, ok. 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 Rồi là nó hẹn nhau. Ok. Rồi. Tiền cướp biển. Ồ, cái xe của ông Góc lấy được là xe taxi gì ta? Xe nào? Xe của ông Góc lấy. Ồ, ở gì được rồi. Vậy là ông Hoàng ông làm được cái đi xét lịch sử rồi. Hay gì là ba nguyên đám lấy được chia nhau thì ông Hoàng lấy hết. Ờ thì ông lấy cho mình ổng chứ ông đâu có đem, ổng đâu có đi về hội làm gì. Đúng rồi. Đúng rồi, ông lấy mình đâu chạy được. Đâu như anh bạn nào đấy con người về làm dấu chùm ở anh bạn nào vậy? Đừng bao giờ định giá cao danh dự ở một trên cấp biển. Ôi giời. Anh ngay từ đầu đã nói thế rồi. Quên mất. Đó, ngay từ giữa combat là ông Hoàng đã định cho nhân vật chạy luôn rồi. Ông Hoàng chuyên gia luôn. Ông Hoàng chuyên gia luôn. Hơi phát đấy mà anh Hoàng chủ quan thì em chạy ngay. Và đấy các cái invisibility hoặc là cái sai rất nhiều mình người là thoát được rồi. Đúng rồi. Thoát được không đánh được. Thì đúng rồi tại vì đồng đội báo quá. Đang tính ra cái lão kia xuống và nó lão tự nhảy xuống nên chạy rồi. Bị cái thằng pháp sư kia nó giữ người lại. Nó kiểm soát. Không, lúc cái lão kia đang trên xe tính đạp nó xuống mà lão mới nhảy xuống rồi thì mình chạy thôi. Tức là xe nhưng mà thì lại không chạy. Nên là thôi. Nói chung là chơi xong trận này mọi người rút kinh nghiệm lại, mốt bàn chiến thuật kỹ vô. Chúng ta luôn luôn có thể có new game plus. Thì đâu. Thiện thấy là kể cả cái đoạn mà kể cả cái đoạn mà nhập vai mà lên kế hoạch là cũng vò đầu bứt tai phết đấy, cũng nhập tâm phết đấy. Còn là bên em bỏ vô thì bữa nay các bạn hơi xui. Phải nói hẳn là bữa nay các bạn hơi xui. Hơi xui thiệt. Xui thật. Phát đấy rôn hơi xấu. Rôn xấu quá. Nát một lúc nào, nát một đêm. Úi dồi ôi. Nát một lúc nào không nát. Đúng thật. Phát đấy rôn đúng nát một đêm xếp thì đi luôn thật. Thật ra bây giờ Thiện nghĩ lại nếu mà cái đoạn cuối để def save xong rồi tỉnh lại một máu cái đoạn đấy nó hơi rườm rà một tẹo. Nếu mà kiểu cho nó quyết tâm cho câu chuyện nó nhanh và nó gãy gọn luôn thì có thể là lúc đấy mọi người không tỉnh lại nữa và cũng kết chuyện được luôn. Chứ về cái mặt mà tổng quát về cái thời gian chơi nó hơi rườm rà một tẹo về cái đoạn cuối. Đấy đấy. Nó kéo lên đâu khoảng so với mức dự định là hơn một tiếng. Ừ, đúng đấy. Cái đất xếp mà của mình làm ra là kiểu mình cũng kiểu nếu mà chơi cho newbie thì thường sẽ cho kiểu đừng để nó chết nhanh, đừng để nó chết nhanh quá hoặc là đừng để nó chết. Thì kiểu vậy. Hoặc là toàn đội chết hết thì chết thì end game. Nhưng mà em vẫn công nhận là phát cuối cô Phương roll may thật. Không biết sao không? Tại dùng đồng tiền đi ra nói chuyện với cô Phương chi? Không biết nữa. Kiểu này lại tôi lại phải dùng Patreon cộng thêm Momo service để kích thêm một game new game plus rồi.